vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 51. Không ít người trực tiếp thay đổi khuôn mặt, bể luyện hồn, tựa hồ so với trong tưởng tượng của bọn họ càng thêm đáng sợ. Võ giả chiến long đảo đi tới đại điện, bao gồm cả trạm Đông Sơn, tổng cộng có 8 người, nhưng trong mấy hơi thở ngắn ngủi này, đã có 3 người ngã ra khỏi bể luyện hồn. Thống khổ bế đầu, như vạn tiễn xuyên tâm đau đớn. Vô cùng thảm thiết, a, à, lại là một tiếng kêu thảm thiết, một thân ảnh xác ướp toàn thân quấn bàng ngã váng ra ngoài, nằm trên mặt đất. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Khúc Phong, theo bản năng ngây người. Tiến vào bể luyện hồn một lần, lại còn bị thương thế đáng sợ như vậy. Điều này khiến linh hồn người run rẩy và đáng sợ. Nhưng, đông đảo võ giả cũng chỉ là hơi chút kiêng kỵ sợ hãi một chút, cái này cũng không khó ngán trở quyết tâm tiến vào bể luyện hồn của bọn họ. Huống chi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, võ giả đầu tiên thống khổ bị quang ra, đã dần dần bình tĩnh lại, hơn nữa khoanh chân mà ngồi. Hiển nhiên, tác dụng của bế luyện hồn là rèn luyện linh hồn. Mà phương thức rèn luyện linh hồn, chính là như vậy, lần lượt ném bọn họ ra ngoài, trùng kích linh hồn của bọn họ, xông vào đi. Thần biến cảnh, ta tới đây, người đệ nhất cảnh giới phản cổ, nhất định là ta. Đông đảo võ giả sải bước tiến vào bể luyện hồn, Sở Trần cùng mấy vị sư phụ của anh cũng tiến vào bể luyện hồn. Cảm giác lạnh như bàng rất nhanh lại bao trùm toàn thân, nhất là linh hồn. Trong nháy mắt tiến vào bể luyện hồn, bị trùng kích mãnh liệt. Bên trong bể luyện hồn không có nước, xung quanh trải rộng là khí thể màu tím mỏng manh, rực rỡ. Càng đi vào bên trong, khí thể màu tím càng thêm nồng đậm. Sở Trần cảm giác được, linh hồn của anh bị rèn luyện trùng kích, chính là những thứ này khí thể màu tím. Cảm giác không tệ, Sở Trần nhìn bên cạnh, mấy vị sư phụ cũng không có cùng anh mở mắt, mà là nhắm mắt, thậm chí trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tiếp nhận khí thể màu tím rèn luyện linh hồn. Khó trách các sư phụ sẽ nói, bể luyện hồn, đối với anh mà nói, là một cơ hội. Nằm nám bùa chấn hòn chấn áp, linh hồn Sở Trần trưởng thành đến cảnh giới võ giả tầm thường đều không đạt được. Ầm ầm, đảo chủ chiến long đảo Trạm Đông Sơn cũng bị ném ra ngoài, thống khố ngã xuống đất một lát, Trạm Đông Sơn dần dần phục hồi tinh thần lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nội tâm mừng thầm, một lần rèn luyện. Hắn cảm giác linh hồn mình cường đại hơn rất nhiều. Từ sau khi rình mò một vài tin tức thời đại võ giả cổ đại, Trạm Đông Sơn vẫn luôn cố ý rèn luyện tâm cảnh cùng linh hồn của mình, nhưng hắn cũng là ở một nám gần đây mới biết được những bí mật này. Hơn nữa không có phương pháp rèn luyện linh hồn quá tốt, tiến bộ rất khó, nhưng hiện tại, Trạm Đông Sơn hoàn toàn cảm nhận được tuyệt diệu của bể luyện hồn. Trạm Đông Sơn đứng lên, ngẩng đầu đảo qua bốn phía, hầu như tất cả võ giả đều bị bể luyện hồn ném ra một lần. Bao gồm mấy người cửu huyền môn, khóe miệng Trạm Đông Sơn khẽ nhếch lên, đều chỉ là linh hồn cấp bậc bình thường mà thôi. Trạm Đông Sơn biết một chút phân loại linh hồn, cấp độ bình thường, cấp bậc tinh anh, cấp bậc thần thông, cấp bậc biến thái, cấp bậc yêu nghiệt, cấp bậc hoàn mỹ. Hắn rất rõ, linh hồn của tất cả mọi người nơi bọn họ, đều chỉ là cấp bậc bình thường. Dưới sự mài giũa của bề luyện hồn, linh hồn có xu hướng cường đại, sẽ đứng ở cấp bậc tinh anh. Khi linh hồn đạt tới cấp bậc thần thông, liền có cơ hội đột phá đến cảnh giới thần biến. Trạm Đông Sơn mơ hồ cảm giác, mình lại tiến vào bể luyện hồn 3-2 lần, có thể bước vào cấp bậc tinh anh. Tiềm lực của Thiên Tiêu Tôn giả thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Trạm Đông Sơn híp mắt, bỗng nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Trạm Đông Sơn ngưng động lại. Hắn nghĩ về một người, thiếu chủ cửu huyền, Sở Trần. Sở Trần đâu? Trạm Đông Sơn đôi mắt sắc bén, sau khi nhìn xung quanh, thần sắc toát ra kinh hãi. Bên trong bể luyện hồn, bước chân của Sở Trần không ngờ từng bước đi về phía trung tâm bể luyện hồn. Không thể nào, Trạm Đông Sơn lập tức kinh hô thành tiếng. Những người còn lại cũng đều nhìn thấy, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin. Bọn họ đều tự mình tiến vào bể luyện hồn, biết sức mạnh trùng kích của bể luyện hồn đối với linh hồn. Sở Trần lại có thể chịu đựng được, hơn nữa. Đi vào chỗ sâu hơn, cấp bậc tinh anh. Sắc mặt Trạm Đông Sơn tái nhợt vài phần, hắn không tin, giới võ giả hiện nay, lại có người có thể dưới tình huống chưa từng tiếp nhận bể luyện hồn tẩy lễ, thăng cấp linh hồn lên cấp bậc tinh anh. Điều này không phải có nghĩa là, không được, ta không được tụt lại phía sau hắn. Trạm Đông Sơn không để ý linh hồn mình còn mơ hồ đau đớn, phấn đấu liều lĩnh, một đầu đụng vào bế luyện hồn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thông qua cửa ải luyện tâm ảo cảnh kia. Ví dụ như Mộ Dung Thần Hồng, mặc dù là người nắm quyền phái Bắc Đầu,
thực lực cường đại, tâm cảnh cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong ảo cảnh, hắn nhìn thấy Trạm Đông Sơn. Cha vợ muốn đánh hắn, bên cạnh còn có người phụ nữ, hắn yêu. Mộ Dung Thần Hồng không có hoàn thủ, mặc cho cha vợ đấm đá hắn, cuối cùng, một cước đá ra ngoài cánh cửa ánh sáng. Cho đến bây giờ, Mộ Dung Thần Hồng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khi võ giả thứ hai bị đá ra ngoài cánh cửa ánh sáng xuất hiện, Mộ Dung Thần Hồng mới bừng tỉnh lại, ánh mắt nhìn cánh cửa ánh sáng, phẫn nộ vô cùng, lão thất phu hại ta. Mộ Dung Thần Hồng tức giận đến ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, hắn mất đi, nhưng là cơ duyên lớn. Mộ Dung Thần Hồng còn muốn trở về, nhưng lại phát hiện, cánh cửa ánh sáng này, đã chỉ có thể ra, không thể đi vào. Lúc đau đớn vô cùng, ánh mắt Mộ Dung Thần Hồng đảo qua, thần sắc không khỏi trầm xuống. Bên cạnh hắn, lại là Mộ Dung Luật, nói như vậy, phái Bắc Đẩu đã có hai người mất đi cơ hội đạt được đại cơ duyên. Luật sư đệ, tâm tình bình thường của ngươi cường đại như vậy, làm sao có thể không qua được cửa ải này? Mộ Dung Thần Hồng hỏi. Mộ Dung Luật khuôn mặt biến ảo vài cái, thật lâu không nói nên lời. Thấy một màn này, Mộ Dung Thần Hồng hiểu rồi, thở dài một tiếng, sự tồn tại của Vương Sư Điệt chính là tâm ma chí mạng nhất của luật sư đệ. Hắn có lẽ, trong ảo cảnh, nhìn thấy một số hình ảnh khó có thể miêu tả. Khiến Mộ Dung Thần Hồng cảm thấy vui mừng chính là, liên tục, lại có người xông vào thất bại, bị đá ra ngoài cánh cửa ánh sáng, trong đó thậm chí còn có một mạch chủ cửu huyền, Liêu Thiên Trọng. Bên trong là tình huống gì? Một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Mộ Dung Doanh Hồng đột nhiên quay đầu lại, nhìn người tới, trong lòng run lên. Mặc dù mình là khí tức cảnh, nhưng khi ánh mắt chạm tới lão nhân trước mắt này, Mộ Dung Thần Hồng vẫn có loại cảm giác run rẩy xuất phát từ linh hồn. Lão phu thiên bối lão nhân. Thiên bối lão nhân nhìn quanh mấy người, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thì ra là thiên bối lão nhân. Liêu Thiên Trọng thở phào nhẹ nhõm, vị lão nhân này xuất hiện khiến mọi người áp lực thật lớn, nhưng hiện tại hắn yên tâm, đây là ông ngoại của Trần Trần. Bạn của Sở Trần là Liễu Như Nhạn tự tay mở cửa lớn đại điện. Liêu Thiên Trọng nói cho thiên bối lão nhân, Sở Trần là người đầu tiên tiến vào. Ngay sau đó, Liêu Thiên Trọng đại khái nói ra toàn bộ chuyện này. Khi nghe thấy Liễu Như Nhạn không tiếc hy sinh bản thân mở đại điện, vì Sở Trần tạo ra cơ hội tiến vào đại điện, thiên bối lão nhân cũng không khỏi lộ vẻ cảm động. Vậy cô gái đó đâu? Liêu Thiên Trọng bị hỏi, thời điểm bọn họ tiến vào đại điện, trận pháp của Liễu Như Nhạn cũng chưa có phá. Mộ Dung Tông Chủ, vấn đề này, người hẳn là có thể trả lời đi. Liêu Thiên Trọng nhìn Mộ Dung Thần Hồng. Sắc mặt Mộ Dung Thần Hồng không khỏi biến đổi. Hắn thật không ngờ, mạch chủ cửu huyền cùng vị thiên bối lão nhân trước mắt này quan hệ giữa hai người dường như cũng không tệ lắm. Nhưng vừa rồi, võ giả ba tông bọn họ liên thủ vây công người phụ nữ váy đỏ kia. Hắn lo lắng vị lão nhân trước mắt này sau thu nợ tính sổ. Người tốt nhất nên nói sự thật. Thiên bối lão nhân thản nhiên mở miệng. Mộ Dung Thần Hồng nhất thời cảm giác thân thế căng thẳng, vội vàng mở miệng, vì phá trận rời đi, võ giả ba tông đúng là đối với cô gái kia triển khai vây công, thế nhưng, bởi vì trận pháp là cô gái kia bố trí, ô ta còn mượn sức mạnh trận pháp, chúng tôi còn không kịp đánh bại ô ta, tường vây đại điện liền sụp đổ, áp chế đại trận cũng theo đó tan rã. Sau đó, chúng tôi lao ra khỏi đống đổ nát, ngay lập tức tiến vào đại điện, tôi không để ý đến cô gái. Thiên bối lão nhân nhìn thoáng qua phương hướng đống đổ nát. Trước khi tường rào sụp đổ, thương thế của cô gái kia như thế nào? Thiên bối lão nhân hỏi. Mộ Dung Thần Hồng vội vàng trả lời, tuy rằng bị một chút thương tích, nhưng mà, tôi dám bảo đảm, đống đổ nát này tuyệt đối không vây khốn được một võ giả khí tức cảnh. Như vậy, Liễu Như Nhạn, có lẽ cũng tiến vào trong đại điện. Thiên bối lão nhân nhìn thoáng qua một cánh cửa sáng kia, chợt chậm rãi mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên đại biến, có loại cảm giác trong nháy mắt bị một ngọn núi lớn áp chế, cơ hồ muốn thở dốc không nổi. Thiên bối lão nhân khí tức quá cường đại, hắn căn bản không cách nào chống lại. Tiền bối thứ lỗi, Mộ Dung Luật vội vàng khom người, cầu xin tha thứ. Thiên bối lão nhân giật mình, chợt cười lạnh, các ngươi có biết cô gái kia là ai không? Lá gan của các ngươi thật lớn, lại dám vây tấn công cô ấy. Không chỉ có Mộ Dung Luật cùng Mộ Dung Thần Hồng, võ giả ba tông đều theo bản năng đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Thiên bối lão nhân khí thế bao trùm qua, khiến bọn họ có loại cảm giác mình phảng phất tùy thời sẽ không bóp chết. Lão phu cũng không phải người không nói đạo lý.
Thiên bối lão nhân chậm rãi nói, tha cho cái mạng này của các ngươi có thể, nhưng mà, từ giờ trở đi, trước khi người bên trong toàn bộ đi ra, tất cả hành động của các ngươi đều phải do lão phu đến chi phối. Nguyện nghe lão tiền bối sai phái. Hạo Trúc, mấy người này liền giao cho con. Thiên bối lão nhân trầm giọng nói, còn có, nắm chặt thời gian bày trận, tà ma thiên ngoại thiên, hẳn là sắp tới rồi. Thiên bối lão nhân nhìn mấy người Mộ Dung Thần Hồng, thanh âm lạnh như báng, các ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng là đang trợ giúp lão phu đối phó thiên ngoại thiên, đây đều là họa tham lam của các ngươi gây ra. Các ngươi tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên, cách duy nhất đi ra ngoài chính là mở cửa tòa đại điện này, nhưng hiện tại các ngươi cũng thấy được, khi cửa đại điện mở ra, trận pháp vĩnh viễn biến mất, các ngươi phóng thích một đám tà ma, nếu như không phải chúng ta sớm bố trí một vài thử, hiện tại xuất hiện trước mặt các ngươi, chính là tà ma thiên ngoại thiên, bọn họ cũng không có dễ nói chuyện như lão phu vậy, nếu như bọn họ xuất hiện ở trước mặt các ngươi, kết cục của các ngươi chỉ có một, đó chính là đầu người rơi xuống đất. Kế tiếp, phàm là người từ đại điện đi ra, đều dốc hết toàn lực cho ta, ngăn cản tà mị ảnh thiên ngoại thiên công kích. Nếu giành chiến thắng, tất cả mọi người có thể về nhà, nếu thua, không chỉ chúng ta không thể trở về nhà, nhà cửa, gia đình của chúng ta, cũng sẽ bị tàn phá, giết chóc bởi tà ma thiên ngoại thiên. Lúc này, trong lòng đám người Mộ Dung Thần Hồng run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những năm gần đây, võ giả tứ tông một mực thám dò thiên ngoại thiên, biết thực lực của thế lực này. Hiện tại, bọn họ lại có thể đi ra. Vậy, thiên ngoại thiên, đến tột cùng cường đại cỡ nào? Mộ Dung Luật thốt lên, thiên bối lão nhân nhìn thoáng qua hắn, chợt nói thiên ngoại thiên cùng thế gian ngàn cách, không ai biết sức mạnh của bọn họ cường đại cỡ nào, nhưng, theo lão phu phỏng đoán, khí tức cảnh, ít nhất 200. Lời vừa dứt, võ giả ở đây sắc mặt trắng bệch. Giới võ giả hiện nay, tứ đại tông phái có khí tức cảnh, số lượng nhiều nhất, cũng chỉ là 12 người chiến long đảo. Đây chẳng phải là, số lượng khí tức cảnh của tứ đại tông phái bọn họ cộng lại, còn chưa tới một phần tư thiên ngoại thiên. Tai họa lớn, tai họa lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Điều đó có nghĩa là gì, tất cả các ngươi biết rất rõ. Thiên bối lão nhân từ từ nói, các ngươi cái gọi là tứ đại tông phái, đối với thiên ngoại thiên, tiện tay có thể diệt. Mộ Dung Thần Hồng chú ý tới, phía sau thiên bối lão nhân cũng có không ít khí tức cảnh, lúc này hít sâu một hơi, xin tiền bối xuất lĩnh chúng tôi, chống lại thiên ngoại thiên. Cho dù thêm đảo vỏ sò, cũng mãi không phải đối thủ của thiên ngoại thiên. Thiên bối lão nhân trầm giọng mở miệng, cho nên, nhiệm vụ của chúng ta, không phải đánh bại thiên ngoại thiên, mà là dây dưa với bọn họ, vì người bên trong, tranh thủ thời gian. Bên trong đại điện, có cơ duyên vượt qua khí tức cảnh, nếu có người đạt được, liền có thể xuất lĩnh chúng ta, đánh tan thiên ngoại thiên, hiểu chưa? Đám người Mộ Dung Thần Hồng gật đầu. Giờ khắc này, bọn họ đều thầm chờ đợi, hy vọng người của tông môn mình có thể đạt được phần cơ duyên này. Xung quanh đều bố trí trận pháp, đi các ngươi theo ta, tham dự thủ trận. Sở Hạo Trúc mở miệng, lúc này, bỗng nhiên, một tiếng chấn động truyền đến. Sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Thiên ngoại thiên, đến rồi, chuẩn bị nghênh địch đi. Thiên bối lão nhân vung tay lên, họ không có đường lui. Bảo vệ cánh cửa sáng này, tranh thủ thời gian cho Sở Trần. Thiên bối lão nhân đặt tất cả hy vọng, một ăn cả ngã về không, vào trên người Sở Trần. Sở Trần sống, thì bọn họ sống. Có người ngã ra ngoài một lần nữa. Ánh mắt mọi người nhìn qua, trong lòng run lên. Đông Sơn đảo chủ, khuôn mặt Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên đại biến. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, ngay cả Trạm Đông Sơn cũng nhanh như vậy bị đá ra khỏi cánh cửa ánh sáng. Từ sức mạnh đỉnh phong mà Trạm Đông Sơn bày ra vào thời khắc cuối cùng, hắn là người có hy vọng đột phá khí tức cảnh. Nhưng hiện tại, Trạm Đông Sơn lại sớm bị loại, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người Trạm Đông Sơn. Bản thân Trạm Đông Sơn cũng mơ hồ, ngồi trên mặt đất, đau đầu muốn nở ra, sau khi Khố Sở chống đỡ một hồi, Trạm Đông Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy mình lại đã ở ngoài cửa sáng, không khỏi đột nhiên đứng lên, sao ta lại ở đây? Trạm Đông Sơn lần lượt liều lĩnh trùng kích bể luyện hồn. Lần này bị ném ra, hắn cảm giác linh hồn của mình đã hoàn toàn vượt qua giới hạn thừa nhận, không có đột phá, trực tiếp bị đá ra ngoài cánh cửa ánh sáng. Bể luyện hồn, cùng hắn vô duyên. Không thể nào, Trạm Đông Sơn xông về phía cánh cửa ánh sáng, tốc độ rất nhanh, nhưng mà, lại bị cánh cửa ánh sáng phản trở về, ngã trên mặt đất. Chỉ có một cơ hội, một cái gì đó, bị mất, sẽ không bao giờ trở lại.
Mộ Dung Thần Hồng nhìn bộ dáng chật vật của Trạm Đông Sơn, thầm than một tiếng. Chung quy vẫn là cha vợ của mình. Mộ Dung Thần Hồng đi qua, bắt lấy cánh tay Trạm Đông Sơn, đỡ hắn dậy. Trạm Đông Sơn lâm vào trong uể oải cực độ không cam lòng, nắm chặt nắm đấm. Giới võ giả hiện nay, trong tứ tông võ giả, rõ ràng chỉ có hắn là người tiếp cận cảnh giới thần biến nhất, nhưng hiện tại, bởi vì bức thiết muốn đuổi kịp Sở Trần, hắn không để ý linh hồn bị hao tồn, còn không đợi linh hồn của mình khôi phục lại, liền một lần lại một lần xông vào bể luyện hồn, cuối cùng phát ra tác dụng ngược lại, linh hồn của hắn bị thương, hơn nữa bị đá ra ngoài cánh cửa ánh sáng. Khiến Trạm Đông Sơn thoáng cảm thấy vui mừng chính là, lúc hắn chật vật nhất, lại có người trước tiên đỡ hắn dậy. Thế gian tràn đầy tình yêu thương, Trạm Đông Sơn ngẩng đầu lên, chạm vào nụ cười tràn ngập chân thành của Mộ Dung Thần Hồng, cả người choáng váng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm, cường giả thiên ngoại thiên trùng kích trận pháp động tĩnh càng lúc càng lớn. Trạm Đông Sơn, vẫn khỏe chứ? Thiên bối lão nhân nhìn Trạm Đông Sơn. Trạm Đông Sơn lúc này mới chú ý tới thiên bối lão nhân, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả người dâng lên một trận lạnh lẽo. Hai con ốc biển nhỏ kia, chính là hắn trộm cắp từ trong tay thiên bối lão nhân. Trạm Đông Sơn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn vốn không phải là đối thủ của thiên bối lão nhân, hiện giờ linh hồn bị thương, thực lực càng giảm đi rất nhiều. Trạm Đông Sơn cho rằng thiên bối lão nhân đến hỏi tội. Người tự tay phóng thích ra một đám tà ma. Thiên bối lão nhân hung hăng nhìn chằm chằm Trạm Đông Sơn, nếu như không phải ngươi trộm đi ốc biển nhỏ, cánh cửa này cũng sẽ không mở ra, trận pháp vây khốn thiên ngoại thiên cũng sẽ không biến mất. Hiện tại ngươi nhìn xung quanh, ác ma thiên ngoại thiên thế tới hùng hồ, nếu như bọn họ phá tan trận pháp nơi này, sẽ trở thành lò mổ đầu tiên sau khi thiên ngoại thiên đi ra. Trạm Đông Sơn trong lòng mãnh liệt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khuôn mặt trắng bệch, thiên ngoại thiên ra rồi. Đây chẳng phải là ý nghĩa, hắn thành tội nhân thiên cổ. Khẩn cầu thiên bối tiền bối xuất thủ, ngăn cản một hồi tai họa lớn của giới võ giả này. Trạm Đông Sơn hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc hơn những người khác. Nói cho ta biết tình hình bên trong trước, thiên bối lão nhân nói. Đến lúc này, Trạm Đông Sơn không dám giấu giếm, vội vàng nói tình huống ra. Tuyệt học thời đại võ giả cổ trên tường vây, thông qua bề luyện hồn đi tới cảnh giới thần biến. Từng từ ngữ này lần lượt trùng kích linh hồn Mộ Dung Thần Hồng bên cạnh. Hắn ghen tị, Mộ Dung Luật cũng nghiến răng nghiến lợi. Cơ duyên lớn lao, chính mình lại lỡ mắt dịp tốt. Tất cả võ giả không vượt qua khảo hạch cửa thú, nhất đều thầm hận. Bề luyện hồn, ánh mắt thiên bối lão nhân phát sáng, nhìn Trạm Đông Sơn, vậy, cháu ngoại của ta đâu? Trạm Đông Sơn sửng sốt, cháu ngoại của thiên bối lão nhân. Trạm Đông Sơn biết, thiên bối lão nhân là một vị tồn tại vô cùng thần bí cường đại ở vùng biển. Thế nhưng, hắn chưa từng nghe nói qua cháu ngoại của thiên bối lão nhân. Là Sở Trần, Mộ Dung Thần Hồng ở một bên vội vàng bổ sung, Trạm Đông Sơn cảm giác ngực một trận máu chảy cuồn cuộn, thở hồn hển. Mộ Dung Doanh Hồng vội vàng lấy tay vỗ lưng Trạm Đông Sơn, cẩn thận. Thì ra, Sở Trần là cháu ngoại của thiên bối tiền bối. Trạm Đông Sơn bình tĩnh lại, khó trách, linh hồn của cậu ấy lại cường đại như vậy. Trong mắt Trạm Đông Sơn, hắn có thể nhìn trộm được một vài bí ẩn về thời đại võ giả cổ, thiên bối lão nhân chắc hẳn sẽ biết nhiều hơn hắn. Sở Trần nhất định là từ nhỏ đã chiếm được thiên bối lão nhân chỉ điểm, linh hồn của hắn mới nghịch thiên đến mức này. Đến thời điểm Trạm Đông Sơn bị đá ra ngoài cửa ánh sáng, hắn còn chưa có nhìn thấy Sở Trần từ bể luyện hồn đi ra. Điều này có nghĩa là linh hồn Sở Trần có thể chịu đựng được sự rèn luyện của bế luyện hồn. Sở Trần, có khả năng tiếp xúc cảnh giới thần biến. Ánh mắt Trạm Đông Sơn tràn ngập ghen tị đố kỵ hận. Khi nghe thấy Sở Trần có thể tiến vào bể luyện hồn hơn nữa không bị ảnh hưởng, thiên bối lão nhân trong mắt chờ mong càng thêm đậm. Khuôn mặt của Liêu Thiên Trọng toát ra vẻ vui mừng. Hơn nữa còn tự hào. Sở Hạo Trúc cũng mỉm cười. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên khuôn mặt Sở Hạo Trúc biến mất. Thiên ngoại thiên thế tới rất mãnh liệt, có trận pháp bị phá vỡ rồi. Sở Hạo Trúc quyết đoán hành động, mấy người các ngươi, đi theo ta. Nhanh, nếu như là chính diện chống lại mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của thiên ngoại thiên. Chỉ có thể dựa vào trận pháp đi kéo dài thời gian. Trạm Đông Sơn cũng bị Mộ Dung Thần Hồng kéo đi, vừa đi, Mộ Dung Thần Hồng còn một bên nói cho Trạm Đông Sơn tình huống cụ thể. Thần sắc mọi người nghiêm trọng, chuẩn bị nghênh đón một hồi tai họa lớn trước nay chưa từng có trong giới võ giả. Bên ngoài cửa ánh sáng,
Từng đạo thân ảnh xuất hiện, có người ở cửa thứ nhất đã bị đá ra, có người thì trong quá trình luyện hồn, linh hồn bị hao tổn, không cách nào kiên trì nữa, bị ép rời đi. Bọn họ đều bị trận thế bên ngoài dọa sợ, sau đó trước tiên lao vào hành động thủ trận. Bắt đầu từ thời điểm này, bọn họ phải tạm thời đặt xuống khúc mắc giữa bốn tông. Cùng nhau liên thủ, đối phó thiên ngoại thiên, bên trong đại điện, trước bể luyện hồn, người còn lại càng ngày càng ít. Không ai trao đổi, bọn họ nắm chặt thời gian, tiến vào bể luyện hồn đi tồi luyện linh hồn. Bọn họ có loại cảm giác, cho dù là tiến vào bể luyện hồn vài phút, cũng tốt hơn bọn họ ở bên ngoài khổ luyện linh hồn một nắm. Bởi vậy, tác dụng của bể luyện hồn cao hơn xa tuyệt học thời đại võ giả cổ xung quanh vách tường. Bù, thiên tiêu tôn giả lại một lần nữa bị bể luyện hồn ném ra. Ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, võ giả bốn tông còn lại đã không còn nhiều lắm, bên cạnh hắn, mạch chủ Cửu Huyền, cũng chỉ còn lại một mình Lý Hoa Thước. Tất cả những người khác đã rời đi. Đạt Ma Sơn, Huyền Linh Đại Sư cùng Quy Nhất Đại Sư vẫn còn ở đây. Phái Bắc Đầu đều rời đi. Chiến Long Đảo, có ba người không biết tên tuổi, ngày thường không lộ ra ngoài, hiện tại lại bày ra sức mạnh linh hồn cường đại. Còn có hai người, khiến thiên tiêu tôn giả cảm thấy bất ngờ. Một thân ảnh váy đỏ khoanh chân ngồi cách đó không xa, Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn xuất hiện khiến đám người thiên tiêu tôn giả mừng rỡ không gì sánh được, nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Liễu Như Nhạn trước đó làm tất cả, bọn họ đều nhìn thấy. Liễu Như Nhạn không sao, vậy đương nhiên rất tốt, tuy rằng thân thể bị thương, nhưng linh hồn Liễu Như Nhạn cứng cỏi rõ ràng hơn đa số người, cô đã nám lần tiến vào bể luyện hồn. Người cuối cùng, thiên tiêu tôn giả không có cách nào lý giải. Người thần bí cả người quấn báng bỏ. Thiên tiêu tôn giả xác định, người này tuy rằng chỉ còn lại có một đôi mắt, nhưng hắn rõ ràng chỉ là cảnh giới tông sư đỉnh phong, ngay cả khí tức cảnh cũng chưa có bước vào. Hắn ở chỗ này, thuộc về khác loài, nhưng hôm nay chính khác loài này, bày ra sức mạnh linh hồn so với đại đa số võ giả khí tức cảnh còn cường đại hơn. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, người này hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến khí tức cảnh. Thiên tiêu tôn giả cảm thán. Hơn nữa, là một khí tức cảnh linh hồn cực kỳ cường đại, đối với hắn sau này đột phá đến cảnh giới thần biến, có trợ giúp thật lớn. Thiên tiêu tôn giả trong lúc bất chợt đều có chút hâm mộ khác loài gặp phải. Trạm Đông Sơn lâm vào trong uể oải cực độ không cam lòng, nắm chặt nắm đấm. Giới võ giả hiện nay, trong tứ tông võ giả, rõ ràng chỉ có hắn là người tiếp cận cảnh giới thần biến nhất, nhưng hiện tại, bởi vì bức thiết muốn đuổi kịp Sở Trần, hắn không để ý linh hồn bị hao tổn. Còn không đợi linh hồn của mình khôi phục lại, liền một lần lại một lần xông vào bể luyện hồn, cuối cùng phát ra tác dụng ngược lại, linh hồn của hắn bị thương, hơn nữa bị đá ra ngoài cánh cửa ánh sáng. Khiến Trạm Đông Sơn thoáng cảm thấy vui mừng chính là, lúc hắn chật vật nhất, lại có người trước tiên đỡ hắn dậy. Thế gian tràn đầy tình yêu thương, Trạm Đông Sơn ngẩng đầu lên, chạm vào nụ cười tràn ngập chân thành của Mộ Dung Thần Hồng, cả người choáng váng. Âm, cường giả thiên ngoại thiên trùng kích trận pháp động tĩnh càng lúc càng lớn. Trạm Đông Sơn, vẫn khỏe chứ? Thiên bối lão nhân nhìn Trạm Đông Sơn. Trạm Đông Sơn lúc này mới chú ý tới thiên bối lão nhân, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả người dâng lên một trận lạnh lẽo. Hai con ốc biển nhỏ kia, chính là hắn trộm cắp từ trong tay thiên bối lão nhân. Trạm Đông Sơn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn vốn không phải là đối thủ của thiên bối lão nhân, hiện giờ linh hồn bị thương. Thực lực càng giảm đi rất nhiều. Trạm Đông Sơn cho rằng thiên bối lão nhân đến hỏi tội. Người tự tay phóng thích ra một đám tà ma. Thiên bối lão nhân hung hăng nhìn chằm chằm Trạm Đông Sơn. Nếu như không phải ngươi trộm đi ốc biển nhỏ, cánh cửa này cũng sẽ không mở ra. Trận pháp vây khốn thiên ngoại thiên cũng sẽ không biến mất. Hiện tại ngươi nhìn xung quanh, ác ma thiên ngoại thiên thế tới hùng hồ. Nếu như bọn họ phá tan trận pháp nơi này sẽ trở thành lò mổ đầu tiên sau khi thiên ngoại thiên đi ra. Trạm Đông Sơn trong lòng mãnh liệt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khuôn mặt trắng bệch, thiên ngoại thiên ra rồi. Đây chẳng phải là ý nghĩa, hắn thành tội nhân thiên cổ. Khẩn cầu thiên bối tiền bối xuất thủ, ngăn cản một hồi tai họa lớn của giới võ giả này. Trạm Đông Sơn hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc hơn những người khác. Nói cho ta biết tình hình bên trong trước, thiên bối lão nhân nói. Đến lúc này, Trạm Đông Sơn không dám giấu giếm, vội vàng nói tình huống ra. Tuyệt học thời đại võ giả cổ trên tường vây, thông qua bể luyện hồn đi tới cảnh giới thần biến, từng từ ngữ này lần lượt trùng kích linh hồn Mộ Dung Thần Hồng bên cạnh.
hắn ghen tị, Mộ Dung Luật cũng nghiến răng nghiến lợi, cơ duyên lớn lao, chính mình lại lỡ mắt dịp tốt. Tất cả võ giả không vượt qua khảo hạch cửa thứ nhất đều thầm hận. Bề luyện hồn, ánh mắt thiên bối lão nhân phát sáng, nhìn Trạm Đông Sơn, vậy, cháu ngoại của ta đâu? Trạm Đông Sơn sửng sốt, cháu ngoại của thiên bối lão nhân. Trạm Đông Sơn biết, thiên bối lão nhân là một vị tồn tại vô cùng thần bí cường đại ở vùng biển. Thế nhưng, hắn chưa từng nghe nói qua cháu ngoại của thiên bối lão nhân. Là Sở Trần, Mộ Dung Thần Hồng ở một bên vội vàng bổ sung. Trạm Đông Sơn cảm giác ngực một trận máu chảy cuồn cuộn, thở hổn hển. Mộ Dung Doanh Hồng vội vàng lấy tay vỗ lưng Trạm Đông Sơn, cẩn thận. Thì ra, Sở Trần là cháu ngoại của thiên bối tiền bối. Trạm Đông Sơn bình tĩnh lại, khó trách, linh hồn của cậu ấy lại cường đại như vậy. Trong mắt Trạm Đông Sơn, hắn có thể nhìn trộm được một vài bí ẩn về thời đại võ giả cổ, thiên bối lão nhân chắc hẳn sẽ biết nhiều hơn hắn. Sở Trần nhất định là từ nhỏ đã chiếm được thiên bối lão nhân chỉ điểm, linh hồn của hắn mới nghịch thiên đến mức này. Đến thời điểm Trạm Đông Sơn bị đá ra ngoài cửa ánh sáng, hắn còn chưa có nhìn thấy Sở Trần từ bể luyện hồn đi ra. Điều này có nghĩa là linh hồn Sở Trần có thể chịu đựng được sự rèn luyện của bể luyện hồn. Sở Trần có khả năng tiếp xúc cảnh giới thần biến. Ánh mắt Trạm Đông Sơn tràn ngập ghen tị đố kỵ hận. Khi nghe thấy Sở Trần có thể tiến vào bể luyện hồn hơn nữa không bị ảnh hưởng, thiên bối lão nhân trong mắt chờ mong càng thêm đậm. Khuôn mặt của Liêu Thiên Trọng toát ra vẻ vui mừng, hơn nữa còn tự hào. Sở Hạo Trúc cũng mỉm cười. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên khuôn mặt Sở Hạo Trúc biến mất. Thiên ngoại thiên thế tới rất mãnh liệt, có trận pháp bị phá vỡ rồi. Sở Hạo Trúc quyết đoán hành động, mấy người các ngươi, đi theo ta. Nhanh, nếu như là chính diện chống lại mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của thiên ngoại thiên. Chỉ có thể dựa vào trận pháp đi kéo dài thời gian. Trạm Đông Sơn cũng bị Mộ Dung Thần Hồng kéo đi, vừa đi. Mộ Dung Thần Hồng còn một bên nói cho Trạm Đông Sơn tình huống cụ thể. Thần sắc mọi người nghiêm trọng, chuẩn bị nghênh đón một hồi tai họa lớn trước nay chưa từng có trong giới võ giả. Bên ngoài cửa ánh sáng, từng đạo thân ảnh xuất hiện, có người ở cửa thứ nhất đã bị đá ra, có người thì trong quá trình luyện hồn, linh hồn bị hao tổn, không cách nào kiên trì nữa, bị ép rời đi. Bọn họ đều bị trận thế bên ngoài dọa sự, sau đó trước tiên lao vào hành động thủ trận. Bắt đầu từ thời điểm này, bọn họ phải tạm thời đặt xuống khúc mắc giữa bốn tông. Cùng nhau liên thủ, đối phó thiên ngoại thiên. Bên trong đại điện, trước bể luyện hồn, người còn lại càng ngày càng ít. Không ai trao đổi, bọn họ nắm chặt thời gian, tiến vào bể luyện hồn đi tôi luyện linh hồn. Bọn họ có loại cảm giác, cho dù là tiến vào bể luyện hồn vài phút, cũng tốt hơn bọn họ ở bên ngoài khổ luyện linh hồn một năm. Bởi vậy, tác dụng của bể luyện hồn cao hơn xa tuyệt học thời đại võ giả cổ xung quanh vách tường. Bù, thiên tiêu tôn giả lại một lần nữa bị bể luyện hồn ném ra. Ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, võ giả bốn tông còn lại đã không còn nhiều lắm, bên cạnh hắn, mạch chủ cửu huyền, cũng chỉ còn lại một mình Lý Hoa Thước. Tất cả những người khác đã rời đi, Đạt Ma Sơn, Huyền Linh Đại Sư cùng Quy Nhất Đại Sư vẫn còn ở đây. Phái Bắc Đầu đều rời đi, Chiến Long Đảo, có ba người không biết tên tuổi, ngày thường không lộ ra ngoài, hiện tại lại bày ra sức mạnh linh hồn cường đại. Còn có hai người, khiến thiên tiêu tôn giả cảm thấy bất ngờ. Một thân ảnh váy đỏ khoanh chân ngồi cách đó không xa, Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn xuất hiện khiến đám người thiên tiêu tôn giả mừng rỡ không gì sánh được, nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Liễu Như Nhạn trước đó làm tất cả, bọn họ đều nhìn thấy. Liễu Như Nhạn không sao, vậy đương nhiên rất tốt, tuy rằng thân thế bị thương, nhưng linh hồn Liễu Như Nhạn cứng cỏi rõ ràng hơn đa số người, cô đã nám lần tiến vào bể luyện hồn. Người cuối cùng, thiên tiêu tôn giả không có cách nào lý giải, người thần bí cả người quấn bảng bó. Thiên tiêu tôn giả xác định, người này tuy rằng chỉ còn lại có một đôi mắt, nhưng hắn rõ ràng chỉ là cảnh giới tông sư đỉnh phong, ngay cả khí tức cảnh cũng chưa có bước vào. Hắn ở chỗ này, thuộc về khác loài, nhưng hôm nay chính khác loài này, bày ra sức mạnh linh hồn so với đại đa số võ giả khí tức cảnh còn cường đại hơn. Cứ tiếp tục như vậy mà nói. Người này hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến khí tức cảnh. Thiên tiêu tôn giả cảm thán, hơn nữa, là một khí tức cảnh linh hồn cực kỳ cường đại, đối với hắn sau này đột phá đến cảnh giới thần biến, có trợ giúp thật lớn. Thiên tiêu tôn giả trong lúc bất chợt đều có chút hâm mộ khác loài gặp phải. Ánh mắt thiên tiêu tôn giả cuối cùng vẫn rơi vào trên người Sở Trần.
khí màu tím quấn quanh người, theo thân ảnh xâm nhập, hắn đã chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Sở Trần. Tất cả mọi người bị ném ra khỏi bể luyện hồn nhiều lần, duy chỉ có Sở Trần, còn một mực ở trong bể luyện hồn. Trần Trần, cảnh giới thần biến, Thiên Tiêu Tôn giả nhìn ánh mắt Sở Trần, tràn ngập chờ mong. Điều tức một lát sau đó, Thiên Tiêu Tôn giả một lần nữa đứng lên, hắn không có lần nữa lựa chọn tiến vào bể luyện hồn. Linh hồn của chúng ta còn chưa đủ chống đỡ quá nhiều tẩy lễ của bể luyện hồn. Thiên Tiêu Tôn giả nói, nếu như mạnh mẽ xông vào mà nói, kết quả chỉ giống như Trạm Đông Sơn. Lời nói của Thiên Tiêu Tôn giả cũng nhắc nhở những người khác. Mấy người theo bản năng dừng lại, dục tốc thì bất đạt, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm bể luyện hồn, trong đầu nhiều lần quanh quẩn cảnh giới thần biến, đều muốn trở thành cường giả đạt tới cảnh giới thần biến đầu tiên trong giới võ giả hiện nay, nghĩa vô phản cố vọt vào. Mỗi người đều đã đạt tới cực hạn của linh hồn, Thiên Tiêu Tôn giả nói rất đúng. Ta cảm giác linh hồn mình quả thật cũng không có cách nào chịu được đợt trùng kích tiếp theo của bể luyện hồn. Không thể nóng lòng cầu thành, hiện tại trong khoảng thời gian này, tuyệt học thời đại võ giả cổ trên vách tường hiển nhiên càng thêm thích hợp với ta. Ta không tin, không có áp bức làm sao có đột phá, cho dù lực chịu đựng linh hồn của ta đã đạt tới cực hạn, nhưng mà, ta tin tưởng, bên trong bế luyện hồn, nhất định sẽ có đột phá. Từ nhỏ đến lớn, ta tin chắc, ta là người được lựa chọn. Hai võ giả chiến long đảo lại một lần nữa không do dự xông vào bể luyện hồn. Không đến 2 phút đồng hồ, thanh âm kêu thảm thiết của hai người quanh quẩn xung quanh đại điện, thân ảnh cũng bị khí mờ nhạt màu trắng bao vây lại, đưa ra ngoài cánh cửa ánh sáng. Người được chọn, Liễu Như Nhãn liếc mắt một cái, cảm nhận được trạng thái thân thể một chút, đứng lên, con người lại một lần nữa rơi vào chỗ sâu của bể luyện hồn. Một đạo thân ảnh bên trong, mới là người được chọn thật sự. Sau đó, ánh mắt Liễu Như Nhãn nhìn về phía hoa ván trên vách tường, các loại tuyệt học thời đại võ giả cổ hiện ra trước mắt. Giờ này khắc này, Liễu Như Nhãn phát huy hết khả năng học tập của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi học những tuyệt học công phu này. Giang Khúc Phong cũng không có lần nữa tiến vào bể luyện hồn, hắn nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, cảm nhận tình hình trong cơ thể, hắn đã cảm nhận được ngưỡng cửa khí tức cảnh, tùy thời sẽ bước vào. Giang Khúc Phong vô cùng kích động, quả nhiên tuy rằng có chút quanh co, nhưng sự thật chứng minh, cảm giác của hắn là đúng. Bên trong bể luyện hồn, Sở Trần đã đi tới trung tâm bể luyện hồn, nơi này tử khí nồng đậm nhất, trùng kích tẩy thử thách linh hồn của anh. Sở Trần cũng rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình đang dần dần cường đại, sắp lột xác. Trạm Đông Sơn cũng nói, khi linh hồn cường đại đến một tầng thứ nhất định, sẽ tiến hóa thành nguyên thần. Vậy thì là, cảnh giới thần biến. Sở Trần vô cùng chờ mong cảnh giới thần biến đến. Anh khoanh chân ngồi trên mặt đất, tử khí không ngừng bay lên xung quanh thân thể. Bỗng nhiên, Sở Trần nhận ra, ở trong tử khí nồng đậm này, còn có từng đạo ánh sáng thỉnh thoảng giống như cá bay xẹt qua. Sở Trần tò mò, theo bản năng đưa tay, cầm lấy một tia sáng trong đó. Ánh sáng trong tay, đồng thời cũng phản chiếu ra một đống thông tin, trực tiếp xuất hiện trong đầu Sở Trần, Đại Thiên Long Quyền, Quyền Phong Cương Mãnh, dấu hiệu luyện thành quyền này, xuất thủ dựa theo hình ảnh Thiên Long. Chấn hồn khiếp phách. Bên trong một đạo ánh sáng này, lại ẩn chứa một môn tuyệt học công phu. Sở Trần thoáng cảm nhận một chút, trong đầu diễn giải một bộ chiêu thức Đại Thiên Long Quyền này, trong lúc đó ầm ầm, tiếng nổ vô cùng bá đạo. Xung quanh, không ngừng có từng đạo ánh sáng xẹt qua. Sở Trần giống như bắt cá, cầm từng đạo ánh sáng. Mỗi khi cầm ánh sáng trong nháy mắt, liền có tuyệt học công phu phản chiếu trong đầu, cho Sở Trần cảm ngộ, luyện tập. Trong đầu Sở Trần nghĩ đến vô số tuyệt học thời đại võ giả cổ khắc xung quanh vách tường, chẳng lẽ là tuyệt học thời đại võ giả cổ trên vách tường, dưới tác dụng của bể luyện hồn, hóa thành hình thức ánh sáng hiện ra. Sở Trần ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Như vậy, anh có thể một bên rèn luyện linh hồn, chờ đợi quá trình thần biến, một bên lĩnh hội phong thái tuyệt học thời đại võ giả cổ đại. Tuyệt học võ công bao gồm tất cả mọi thứ, cỏ công phu Phật môn, thần chú cứu độ vạn vật, La Hán thần quyền. Nhất niệm thành Phật thần thông. Có công phu đạo môn, bát quái du long trưởng, đạo đức công pháp vân vân. Có loại cương mãnh, cũng có công phu âm nhu, thậm chí Sở Trần còn cầm một loại kim châm thuật, có thể trị liệu, có thể đối địch, uy lực vượt xa kim châm độ mệnh thuật, tên của nó đơn giản vắn tắt, liền gọi là thuật trị liệu. Cũng may những tuyệt học công phu thời đại võ giả cổ này trực tiếp hiện ra trong đầu Sở Trần, nếu không, Sở Trần học tập bất kỳ loại nào trong đó đều cần hao phí một chút thời gian, hiện tại mà nói, anh có thể tạm thời đều ghi nhớ trước,
hơn nữa lựa chọn thôi diễn một bộ phận thần bí trong đỏ, dung hội thông suốt, thu làm của riêng. Đây mới là đại cơ duyên thật sự. Sở Trần nội tâm thầm hô đã nghiền, đồng thời cũng thầm than kinh khủng của võ giả thời cổ võ giả. Cảnh giới thần biến, tuyệt đối không phải là điểm kết thúc. Chỉ bằng loại thủ đoạn thần công hóa dáng màu sắc này, cũng không phải thần biến cảnh có thể làm được. Bên ngoài bể luyện hồn, chỉ còn lại mấy người cũng không có xông vào nữa, lực chú ý của bọn họ đều ở tuyệt học trên vách tường, hơn nữa, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Hoa văn tuyệt học công phu trên vách tường, lại sẽ biến mét. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên, bọn họ căn bản không biết loại công phu nào tuyệt học chưa gặp. Thiên tiêu tồn giả vốn nhìn chúng một môn đạo đức công pháp, thời điểm vừa mới nhớ kỹ 1/3 trong đó, đạo đức công pháp liền biến mất không thấy. Hắn đương nhiên không biết, trong nháy mắt đạo đức công pháp biến mất, trong bể luyện hồn, ánh sáng trong tay Sở Trần cầm kia, chính là đạo đức công pháp. Lại biến mất, thuật đại cầm nắm của ta a. Ta nhìn chúng một môn thái át kiếm thuật, hơn bất kỳ kiếm thuật nào hiện nay, nhưng ta chỉ luyện kiếm thứ nhất, kiếm thuật liền biến mất. Cơ duyên khó cầu, mọi người phải quý trọng a. Có đôi khi hoa văn tuyệt học trên vách tường biến mất đặc biệt nhanh, đó là Sở Trần đối với những thứ này không có hứng thú, trực tiếp ở trong đầu một lần liền bắt lấy một đạo ánh sáng. Mặc dù vậy, bọn họ được hưởng lợi rất nhiều. Giang Khúc Phong thành công học được một môn quyền pháp cách không đánh người hoàn chỉnh, thần sắc mừng rỡ, nghĩ thầm, môn công pháp này rất thích hợp phối hợp với thuật cách không khống chế vật của Sở Trần. Sở Trần nếu biết hắn đạt được môn quyền pháp này, nhất định sẽ tỏ vẻ hâm mộ ghen tị đi. Nếu Sở Trần tìm ta học tập bộ quyền pháp này mà nói, ta muốn nói điều kiện gì mới tốt, Giang Khúc Phong lâm vào khó xử. So với mấy người trong đại điện không ngừng thu hoạch cơ duyên, bên ngoài đại điện, chiến hỏa lan tràn. Thiên ngoại thiên thế đến hung mãnh, tầng tầng áp bách, một đám trận pháp bị cường thế oanh phá, nhiều nhất còn có thời gian một nén nhang, chúng ta sẽ cùng thiên ngoại thiên, chính diện đánh một trận. Thiên bối lão nhân thần sắc nghiêm trọng, đồng thời, chiến ý tàng lên. Vị trí của cửa ánh sáng nằm ở sâu trong vùng biển, khi tường vây đại điện sụp đổ, bốn phương tám hướng, là một hòn đảo hoang vu. Nơi này, tuy trên danh nghĩa là cấm địa thiên ngoại thiên, nhưng mà, cách thiên ngoại thiên ở rất xa, điều này cũng đủ để nhìn ra, tòa đại trận vây khốn thiên ngoại thiên dài đằng đẵng 5 tháng đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Thiên bối lão nhân trước khi cường giả thiên ngoại thiên đến, cùng Sở Hạo Trúc liên thủ, dưới sự phối hợp của rất nhiều cường giả khí tức cảnh ỏ, đảo vỏ sò, bố trí không ít trận pháp, chính là ngăn cản bước chân của thiên ngoại thiên, nhưng hôm nay, theo võ giả thiên ngoại thiên cường thế phá trận, trận pháp càng ngày càng ít. Đông đảo võ giả đã có thể nhìn thấy bóng dáng của các đặc phái viên thiên ngoại thiên. Khí thế hào hùng, cả người tràn ngập sát khí, mặc dù là cách trận pháp, bọn họ cũng phảng phất có thể nhìn thấy đối phương đang nhe dáng cười. Đối với thiên ngoại thiên mà nói, bọn họ phảng phất trở thành con mồi. Cong cung, bắn cung, tiễn của thiên ngoại thiên, sắc bén như thần, trùng kích trận pháp, hàn quang bức người. Chuẩn bị nghênh chiến. Thiên bối lão nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái rìu, đây là vũ khí của ông, vọt tới phía trước. Đó là cường giả thiên ngoại thiên tụ tập nhiều nhất, phương hướng cường đại nhất. Lão giả râu trắng cầm đầu kia, ánh mắt sắc bén, trực tiếp cũng nhìn chằm chằm thiên bối lão nhân. Chợt, đôi mắt lão giả râu bạc trắng hiện lên hào quang thù hận nồng đậm. Ông ta từ trên người thiên bối lão nhân nhận ra một cỗ khí tức. Toàn bộ thiên ngoại thiên đều cực kỳ thù hận khí tức. Bộ tộc bối thì a, lão nhân râu tóc bạc trắng nhe ràng cười mở miệng nói, không nghĩ tới đi, các ngươi chung quy vẫn là không cách nào vĩnh viễn vây chúng ta chết ở nơi quỷ quái này, từ thị chúng ta, hiện ra. Cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng thiên ngoại thiên tương đương với một tù lao, mà thiên bối lão nhân là người trông coi, hai bên nhất định, không chết không thôi. Đi ra, không phải cũng là chịu chết sao? Thiên bối lão nhân thản nhiên nói, hảo hảo ở thiên ngoại thiên, không phải tốt hơn sao? Lão nhân râu tóc bạc trắng vung tay lên, mũi tên nhọn đầy trời trùng kích trận pháp, đồng thời cười ha ha, hôm nay bộ tộc bối thị, nhất định phải diệt vong. Ầm ầm, trận pháp tràn ngập nguy cơ, người có biết chúng ta chờ ngày này, chờ bao lâu không? Ánh mắt lão nhân râu tóc bạc trắng gần như điên cuồng, hôm nay, tàn sát hết vùng biển, từ thị ta tuyên bố, tái hiện nhân gian. Bốn phương tám hướng, phái đặc viên thiên ngoại thiên đè tới, Trạm Đông Sơn giờ phút này cũng đang phụ trách trấn thủ trận pháp. Nhưng hắn cũng cảm giác, sắp thủ không được. Giọng nói của lão nhân râu tóc bạc trắng vang vọng trong màng nhĩ của họ. Từ thời điểm này trở đi,
họ thực sự nhận ra tại sao thiên bối lão nhân nói rằng bọn họ đã phóng thích ra một nhóm ma quỷ. Có lẽ, tổ tiên từ thị ngày xưa, cũng là bởi vì thành tính ham giết, mới có thể bị trấn áp ở đây. Sở Hạo Trúc ở bên cạnh thiên bối lão nhân, nhìn thoáng qua lão nhân râu tóc bạc trắng, bỗng nhiên híp cười, cái gì từ thị thật sự không nên đã sớm diệt sạch sao, ta ở trên đảo Vỏ Sò đã gặp qua tư liệu liên quan đến từ thị, tổ tiên từ thị, rõ ràng là một tiểu nhân, ta rất tò mò hắn sinh sản con cháu như thế nào a. Vừa dử lời, khuôn mặt lão nhân râu tóc bạc trắng nhe răng nanh cười đọng lại, thay vào đó là một cỗ cuồng nộ. Điên cuồng không gì sánh được, trùng kích trận pháp, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hạo Trúc. Tổ tiên từ thị là một hoạn quan, đây giống như một điều cấm kỵ, là điều tối kỵ của cả từ thị. Ai dám nói, ai sẽ chết, thậm chí ngay cả rất nhiều tộc nhân từ thị cũng không biết. Lão nhân râu tóc bạc trắng không nghĩ tới vào lúc này, lại bị Sở Hạo Trúc đưa ra. Dám vu khống từ thị, lão phu thề, nhất định tự tay bắt ngươi, dùng cực hình phạt tàn bạo nhất thế gian xử tử. Lão nhân râu tóc bạc trắng tự tay tham dự phá trận. Không phải là cung hình chứ? Sở Hạo Trúc quát, tổ tiên từ thị, không phải là một lão thái giám, các ngươi thật đúng là một đám người đáng thương, ngay cả tổ tiên thật sự của mình cũng không nhận, đi nhận một lão thái giám đến làm tổ tông. Không chỉ có lão nhân râu tóc bạc trắng, đặc phái viên thiên ngoại thiên xung quanh đều bị tức giận nổ tung. Bọn họ đều là đặc phái viên thiên ngoại thiên, đồng thời, còn có một thân phận, chính là hậu bối từ thị. Từng đạo ánh mắt đã nhìn chằm chằm Sở Hạo Trúc. Xa xa, đám người Nam Cung Quân cũng nhìn Sở Hạo Trúc. Thì ra, Sở Trần không chỉ kế thừa thiên phú tu hành của cha anh, ngay cả thiên phú kéo thù hận, cũng là gen truyền thừa. Sở Hạo Trúc bắt chết bảy tấc của các đặc phái viên thiên ngoại thiên, một quyền đánh xuống. Thù hận trực tiếp kéo đầy. Đồng thời, võ giả tứ tông cũng đều giật mình. Thì ra từ thị thiên ngoại thiên, là hoạn quan. Tổ tiên bị tàn tật, khó trách bọn họ cũng sinh tính tàn bạo. Nhận trộm làm cha ta đã gặp qua không ít, nhưng mà, nhận thái giám làm tổ tông, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói a. Ninh lão tiên cười ha ha, dù sao thiên ngoại thiên muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn họ. Nếu có thể tổn hại đối phương, đương nhiên sẽ không lưu tình. Không ít cường giả thiên ngoại thiên nhìn qua hướng này, tìm kiếm người nói chuyện, sát ý đằng đằng. Ninh lão tiên nhìn thoáng qua Mộ Dung Luật ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhíu mày một chút, Mộ Dung huynh đài, người sao lại nói chuyện như vậy? Người khác nhận ai làm tổ tông là tự do của mình, làm sao ngươi có thể cười nhạo đối phương? Mộ Dung Luật, từng đạo ánh mắt tràn ngập sát khí đã rơi vào trên người Mộ Dung Luật. Ta, Mộ Dung Luật phục hồi tinh thần, vừa định mở miệng, lúc này, bên tai cũng đã truyền đến một tiếng động kinh thiên động địa. Ầm ầm, trận pháp, phá rồi. Chuẩn bị nghênh địch, giọng nói của thiên bối lão nhân vang vọng. Vài đặc phái viên thiên ngoại thiên trước tiên liền sồng về phía Mộ Dung Luật, còn có người cong cung bắn tên, hướng Mộ Dung Luật. Dám nhục nhã tử thị, muốn chết. Mộ Dung Luật kinh hô, kinh hoàng thất thố, chật vật vô cùng lui về phía sau, không. Mộ Dung Luật nội tâm phẫn nộ gào thét, Ninh lão quỷ ngươi là tên khốn kiếp. Lúc này, Mộ Dung Luật cũng không để ý giải thích, hắn cũng rõ ràng, đám ác ma đến từ thiên ngoại thiên này cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Tông chủ, cứu ta! Mộ Dung Luật xông về phía Mộ Dung Thần Hồng. Mộ Dung Thần Hồng nhíu nhíu mày, hắn đang ở bên cạnh Trạm Đồng Sơn, vừa định thừa dịp trận chiến đấu này, cùng cha vợ thành lập tình đồng đội, Mộ Dung Luật lại không đúng lúc xông lên như vậy. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không thể để Mộ Dung Thần Hồng rút lui về phía sau, ngay cả Trạm Đông Sơn cũng bị cuốn vào. Cũng may thực lực Trạm Đông Sơn đủ cường đại, ngăn trở mấy người đuổi giết Mộ Dung Luật này, nếu không, trong trận tai họa lớn này, võ giả tứ tông đầu tiên ngã xuống, sẽ là Mộ Dung Luật. Mộ Dung Luật kinh hồn chưa định, lúc này, bốn phương tám hướng, tiếng giết chóc vang vọng. Trước mặt Sở Hạo Trúc, có nám cường giả thiên ngoại thiên vây công, nhưng lúc này, Sở Hạo Trúc cũng bày ra thực lực thế nhân cũng không biết, một mình lực đối kháng năm phái viên khí tức cảnh thiên ngoại thiên, không chút rơi vào thế hạ phong. Liêu Thiên Trọng nhìn từ xa, chợt cảm thán, Sở tiên sinh so với mười mấy năm trước, thực lực càng thêm cường đại. Lão nhân râu tóc bạc trắng thì trước tiên giết về phía thiên bối lão nhân. Chịu chết đi, lão nhân râu tóc bạc trắng họ Từ, tên Kính Thọ, tộc lão đời thứ 19 tộc Từ Thị, đặc phái viên khí tức cảnh. Từ Thị hiện nay, đại đa số đặc phái viên khí tức cảnh, đều là hậu bối đời thứ 20 của Từ Thị. 20 đời, điều này có nghĩa là, tộc Từ Thị bị nhốt ở thiên ngoại thiên, hơn 1000 nám, đời đời đều truyền thừa một tinh thần,
chính là đi ra ngoài, giết Bối thị. Mầm mống thù hận, ở tộc Từ thị, truyền thừa suốt 20 đời. Tại thời điểm này, hạt giống bùng nổ, ngọn lửa trả thù đang bùng cháy dữ dội. Từ Kính Thọ trực tiếp dùng một mũi tên nhọn làm vũ khí của mình, lúc mũi tên nhọn xẹt qua không trung, truyền đến thanh âm bạo phá chói tai, mũi tên bén nhọn chỉ vào cổ họng Thiên Bối lão nhân. Thiên Bối lão nhân ánh mắt sắc bén, vung rìu xông lên. Từ Kính Thọ là hậu bối đời thứ 19 của Từ thị, ông cũng là truyền nhân đời thứ 19 của Bối thị. Bối thị đời đời chỉ có một nhiệm vụ, bảo vệ Thiên Ngoại Thiên, không cho Từ thị đi ra, nhưng hôm nay, bất đắc dĩ, ông nhất định phải lựa chọn cùng Thiên Ngoại Thiên tử chiến. Võ giả tứ tông xâm nhập cấm địa Thiên Ngoại Thiên, ít nhiều, trong đó cũng có Thiên Bối an bài. Quá trình nám tháng rất dài, thực lực của Bối thị còn xa mới bằng nám đó, so sánh với Thiên Ngoại Thiên bị vây khốn, ngược lại lưu lại không ít tài nguyên võ cổ về thời đại kia, cho nên, Thiên Bối lão nhân mới kết luận, thực lực của Thiên Ngoại Thiên vượt xa bọn họ, ông muốn chống lại Thiên Ngoại Thiên, nhất định phải liên hợp sức mạnh mạnh nhất của giới võ giả hiện nay. Khí tức cảnh của tứ đại tông phái. Đến lúc này, tứ đại tông phái cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết cùng Thiên Ngoại Thiên đánh một trận. Leng keng, mũi tên sắc nhọn đập vào rìu, tạo ra tia lửa dữ dội. Hai ánh mắt đối nhau, sát khí ngút trời. Bối thị, dựa vào cái gì giam giữ Thiên Ngoại Thiên hơn 1000 năm, các ngươi phải vì chuyện mình làm, trả giá đắt. Từ Kính Thọ nổi giận gầm lên, nắm chặt mũi tên nhọn, ám sát Thiên Bối lão nhân. Thiên Bối lão nhân huy động rìu, hồ hổ sinh uy, khí thế bức người, không rơi vào thế hạ phong, lực áp Từ Kính Thọ, dựa vào cái gì? Các ngươi tội gì tự lừa mình dối người, năm đó tổ tiên Từ thị ham giết thành tính, tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ đến mức thấy người liền giết, tổ tiên Bối thị ta vừa vặn phát hiện Thiên Ngoại Thiên, mới hụ bọn họ cùng thuộc hạ vào Thiên Ngoại Thiên, lại dùng trận pháp phong tỏa. Tổ tiên Bối thị nám đó, là vì ngán cản một hồi giết chóc. Nam Cung Quân xa xa thoáng nhìn thấy một màn này, âm thầm cảm thán, đồng thời cũng trả giá cho tộc Bối thị nhiều đời ỏ, lại vùng biển trông coi Thiên Ngoại Thiên, nhưng mặc dù như vậy, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản trận giết chóc tai họa lớn này, chỉ là, trì hoãn trận hạo kiếp này hơn 1000 năm. Từ Kính Thọ khuôn mặt dữ tợn, sát khí trải rộng khắp khuôn mặt, bất luận như thế nào, hôm nay Bối thị, nhất định diệt vong. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bắt đầu từ hôm nay, còn có ai có thể ngán cản từ tộc Từ thị ta. Dư quang khỏe mắt Từ Kính Thọ liếc mắt nhìn phương hướng cửa ánh sáng, nhe dáng cười rộ lên, trong các ngươi, ta phỏng chừng, cũng không có ai có tư cách kế thừa đại cơ duyên trong này đi. Từ Kính Thọ điên cuồng công kích Thiên Bối lão nhân, mũi tên phá không thỉnh thoảng xẹt qua. Thiên Bối lão nhân xuất lĩnh võ giả đào vỏ sò, liên họp võ giả tứ tông, cùng nhau đối kháng Thiên Ngoại Thiên. Cả hai bên đều đã có thương vong. Có điều lúc này, Mộ Dung Luật đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đi theo bên cạnh Trạm Đông Sơn cùng Mộ Dung Thần Hồng, tuy rằng đối mặt với kẻ địch cũng cường đại như nhau, nhưng ít nhất trước mắt là trạng thái thế lực ngang nhau. Thiên Ngoại Thiên cũng không có khủng bố như trong tưởng tượng a. Mộ Dung Luật nhìn thoáng qua mấy người vừa mới đuổi giết hắn, cười lạnh, mở miệng nói, các ngươi chính là một đám người nhận thái giám làm tổ tiên, còn không cho người ta nói. Mộ Dung Luật một bộ dạng trêu chọc, xa xa truyền đến thanh âm cười như điên của Từ Kính Thọ. Không nghĩ tới, Bối thị lại không rơi vào tình trạng này. Ánh mắt Từ Kính Thọ miệt thị Thiên Bối lão nhân, nơi này chẳng qua là đội ngũ tiên phong của Từ thị mà thôi, không đủ 1/3 cường giả khí tức cảnh của Từ thị, cũng đã ngang sức với các ngươi. Khuôn mặt Mộ Dung Luật tươi cười ngưng động, sắc mặt xanh biếc. Xa xa, bỗng nhiên, lại là từng đạo cường giả khí tức tới gần, hậu phương Thiên Ngoại Thiên tới. Không ít người ở đây trong lòng trong nháy mắt trầm thấp. Một cỗ lực lượng như vậy, chỉ sợ sẽ tùy thời đều thôn tính bọn họ. Giết hắn, mấy người vừa mới bị Mộ Dung Luật khiêu khích xông về phía Mộ Dung Luật. Mộ Dung Luật thần sắc kinh hãi, sợ tới mức hồn bay phách tán, quay đầu liền né tránh, hiểu lầm a, mạch chủ Cửu Huyền, ngoại trừ Thiên Tiêu Tôn giả cùng Lý Hoa Thước còn lại trong nháy mắt này đều nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Kẻ thù quá mạnh, 7 người bọn họ quen thuộc nhất với nhau, chỉ có hợp tác lẫn nhau, liên hợp 7 trận, mới có thể dùng trình độ lớn nhất trong trận đại nạn này sống sót. Nhóm thứ hai xuất hiện cường giả Thiên Ngoại Thiên, so với nhóm thứ nhất, thực lực có hơn không kém. Cỗ lực lượng này một khi hội hợp lại, bọn họ căn bản không có lựa chọn thứ hai, chỉ có tự bảo vệ mình. Bảo vệ cửa ánh sáng, Thiên Bối lão nhân hét lớn, thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng. Thực lực hai bên chênh lệch,
so với trong tưởng tượng của ông còn nghiêm trọng hơn. Căn bản, không thể chống lại. Không cần phải canh chừng, chúng ta căn bản không vội tiến vào. Từ Kính Thọ nở nụ cười, Miệt Thị Thiên Bối lão nhân, chậm rãi nói, nếu không giết chết tất cả các ngươi, chúng ta làm sao nỡ dễ dàng tiến vào trong cửa ánh sáng. Thiên Bối lão nhân tay cầm diều chiến, cũng không khuất phục. Không thể tưởng được tộc Bối Thị lưu lạc đến tình trạng này, các ngươi căn bản không có tư cách cùng Từ Thị đánh đồng. Từ Kính Thọ khóe miệng dương lên, nghe nói qua tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát chưa? Lão Phu chính là một trong 36 đặc phái viên thiên cương của Thiên Ngoại Thiên, cùng Lão Phu thực lực tương đương, thậm chí còn có 35 người, chỉ bằng ngươi, có thể đối phó được mấy người. Thực lực của Từ Kính Thọ là khí tức cảnh đỉnh phong. Trong đợt đặc phái viên đầu tiên đi theo hắn, cũng có 36 đặc phái viên thiên cương, hai trong số đó tham dự vây công Sở, Hạo Trúc, có người đuổi giết Trạm Đông Sơn, cũng có người đại khai sát giới ở nơi khác. 36 đặc phái viên thiên cương Thiên Ngoại Thiên tề tụ, cỗ lực lượng này, vô địch thế giới. Trong lòng mọi người trầm thấp, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không, xác suất sống sót của bọn họ, cơ hồ là bằng không. Thiên Ngoại Thiên đều bao vây cái chỗ này, bọn họ không có đường lui, không có chỗ trốn. Chỉ có những người từng tiến vào bể luyện hồn như Trạm Đông Sơn, đáy lòng còn có một tia chờ đợi cuối cùng, bể luyện hồn, cảnh giới thần biến. Trạm Đông Sơn lần đầu hy vọng có người nhanh hơn hắn một bước tiến vào cảnh giới thần biến, nhất là, thiếu chủ Cửu Huyền hy vọng nhất, Sở Trần. Sở Trần, người nhất định không nên khiến mọi người thất vọng a. Trạm Đông Sơn thì thào nói, nếu như người cứu chúng ta, ta nhất định sẽ ở Chiến Long Đảo, vì ngươi lập tác phẩm điêu khắc, đế Chiến Long Đảo nhiều đời ghi nhớ ân tình của ngươi. Ta cũng vậy, Mộ Dung Thần Hồng mặc dù ở bể luyện hồn đã bị đá ra, nhưng nếu cha vợ đều nói như vậy, hắn 100% tán thành. Đồng thời, trong đầu Mộ Dung Doanh Hồng toát ra một nghi vấn, vì sao cha vợ lại cảm thấy, Sở Trần là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Không hiểu thì phải hỏi. Mộ Dung Thần Hồng đứng ở bên cạnh Trạm Đông Sơn, hạ thấp thanh âm, Đông Sơn đảo chủ, Sở Trần ở bên trong thu hoạch đại cơ duyên. Trạm Đông Sơn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thần Hồng, tuy rằng hắn đối với Mộ Dung Thần Hồng rất khó chịu, nhưng trận chiến vừa rồi, hai người sóng vai tác chiến, phối hợp coi như ăn ý, trước trận tai họa lớn này, mọi người cùng chung sống hòa bình, đồng tâm hiệp lực chiến đấu là quan trọng nhất. Lúc này Trạm Đông Sơn mỏ, miệng trả lời, đúng vậy, nếu Sở Trần thành công, hắn có thể ngăn cản trận tai họa lớn này phát sinh. Nhưng cha vợ, đối phương có 36 đặc phái viên thiên cương. Mộ Dung Thần Hồng phát ra từ nội tâm lo lắng, điều đó đại diện cho, tộc Từ Thị Thiên Ngoại Thiên, ít nhất có được 36 cường giả khí tức cảnh đỉnh phong, phần đội hình này, xa hoa đến cực điếm, không người nào có thể địch lại. Đôi mắt Trạm Đông Sơn lướt qua một đạo quang mang, chậm rãi trả lời, nếu Sở Trần thành công, hắn sẽ vượt qua khí tức cảnh, mặc dù đối phương 36 người liên thủ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Sở Trần. Một khi tiến vào cảnh giới thần biến, đó là cường giả thời đại võ giả cổ mới có thể đạt tới cảnh giới, linh hồn biến thành nguyên thần, thực lực tuyệt đối là tăng lên. Trạm Đông Sơn tin tưởng vững chắc, Sở Trần cảnh giới thần biến, nhất định có thể tranh phong với 36 đặc phái viên thiên cương. Điều kiện tiên quyết là, Sở Trần thật sự có thể thành công. Trạm Đông Sơn cũng tiến vào bế luyện hồn, hắn biết chuyện này khó khăn bao nhiêu. Chờ một chút, Trạm Đông Sơn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Mộ Dung Thần Hồng, phẫn nộ, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? À đây, Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên đẩy Trạm Đông Sơn ra, cẩn thận địch tập kích. Àm, Mộ Dung Thần Hồng trọng quyền đánh ra, vị trí vừa rồi Trạm Đông Sơn đứng, có cường giả Thiên Ngoại Thiên tập kích tới, hơn nữa còn là một trong 36 đặc phái viên thiên cương. Mộ Dung Thần Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui về một đoạn, lúc này, Trạm Đông Sơn bất chấp cùng Mộ Dung Thần Hồng xử lý, phẫn nộ nhìn chằm chằm tên đặc phái viên thiên cương kia, thân thể khôi ngô bạo lược xông lên. Trận chiến thăng cấp, lực lượng của Thiên Ngoại Thiên toàn phương diện nghiền ép đảo vỏ sò cùng với tứ đại tông phái, không ít võ giả nhao nhao ngã xuống. Những người còn lại, một mực co rút lại, rất khó triển khai phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Oanh oanh oanh, Thiên Bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc dựa lưng vào lưng. Ánh mắt Thiên Bối lão nhân đảo qua bốn phía, ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Nếu mà Sở Trần không cách nào đột phá đến cảnh giới thần biến đi ra, chỉ dựa vào lời của bọn họ mà nói, không hề có cơ hội lật bàn. Hạo Trúc, còn có thể kiên trì không? Thiên Bối lão nhân hỏi. Sở Hạo Trúc gật đầu. Thiên Bối lão nhân hít sâu một hơi,
hạ thấp thanh âm, bốn phương tám hướng đều là đặc phái viên thiên ngoại thiên, bọn họ phong kín khu vực này, cơ hội duy nhất con chạy trốn, là một cánh cửa ánh sáng kia, bối lão, không cần nói nữa, con cùng cha sóng vai tác chiến. Sở Hạo Trúc rút ra nhuyễn kiếm ở bên hông, kiếm quang như nước mùa thu. Thiên bối lão nhân nóng nảy, ta không muốn con gái ta trở thành quá phụ. Sở Hạo Trúc mỉm cười, lý do của con nhiều hơn người một chút, con không muốn vợ con không có cha, không muốn để cho hài tử con không có ông ngoại. Thiên bối lão nhân không cách nào thuyết phục Sở Hạo Trúc. Nhiều nám như vậy, ông cũng rõ ràng tính tình Sở Hạo Trúc. Thiên bối lão nhân không có con trai, con gái không giỏi võ học, cả đời học tập của ông đều truyền thụ cho Sở Hạo Trúc. Hiện giờ thực lực của Sở Hạo Trúc không hề thua kém ông chút nào. Thế nhưng đối phương có 36 đặc phái viên thiên cương. Thiên bối lão nhân cắn răng, kiên trì. Bên cạnh thỉnh thoảng có người ngã xuống. Hốc mắt thiên bối lão nhân đỏ lên. Ông cũng không có cách nào. Từ Kính Thọ vuốt râu trắng của mình, cười ha ha, cần gì phải khổ sở, dẫy dụa. Chỉ ựa vào các ngươi, căn bản không có tư cách tranh phong với Tử Thị Thiên Ngoại Thiên. Bốn phương tám hướng, đều là âm thanh giết chóc. Đặc phái viên thiên ngoại thiên, thậm chí còn không hoàn toàn tham gia vào chiến đấu, còn có một bộ phận chỉ đứng ở một bên, thưởng thức màn biểu diễn này. Võ giả đảo vỏ sò lần lượt ngã xuống. Bốn tông võ giả cũng đều thương vong lớn. Dần dần, chỉ còn lại ba chỗ, còn miễn cưỡng chống đỡ. Một chỗ là Trạm Đông Sơn cùng Mộ Dung Thần Hồng cùng mấy người liên thủ bố trí phòng ngự. Một chỗ là Mạch Chủ Cửu Huyền bày trận phòng thủ. Chỗ cuối cùng là Thiên Bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc hình thành lá chắn phòng ngự mạnh nhất, cũng chỉ có hai người này liên thủ, mới thỉnh thoảng tạo thành thương vong cho thiên ngoại thiên. Kính Thọ Thúc, một người đàn ông trung niên đi tới bên cạnh Từ Kính Thọ, thần sắc mang theo nụ cười thoải mái. Từ Lam, 36 đặc phái viên thiên cương, đứng thử ba. Từ Lam, lão gia hỏa kia, người cũng đừng để hắn chết quá dễ dàng. Từ Kính Thọ chỉ vào Thiên Bối lão nhân, chậm rãi nói, tộc Từ thị hơn 1000 nám nghẹn khuất, tuyệt đối không thể để cho tộc bối thị quá mức dễ dàng trả nợ, ta muốn cho hắn chịu hình phạt thống khổ nhất thế gian. Nghe vậy, khuôn mặt Từ Lam mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn nhìn qua hiện ra vài phần lạnh lẽo, móng tay 10 ngón bén nhọn, khóe miệng lau qua một tia cười cong, Kính Thọ Thúc yên tâm, đây vừa vặn là ta am hiểu nhất. Ánh mắt Từ Lam nhìn về phía Thiên Bối lão nhân, khóe miệng nhướng lên thẩm thấu ra băng hàn vô cùng lạnh ý, hắn lấy ra trường cung phía sau, mũi tên sắc bén dựng lên, nhẹ nhàng kéo đẩy cung tiễn. Từ Kính Thọ nhìn về phía Thiên Bối lão nhân, ông ta đối với tiễn thuật của Từ Lam có tín nhiệm gần như mù quáng, ông ta tin tưởng, một mũi tên này của Từ Lam, tuyệt đối một trăm phần trăm sẽ rơi vào trên người Thiên Bối lão nhân. Bên kia, cũng có một đặc phái viên thiên cương của Thiên Ngoại Thiên, cong trường cung, chỉ về phía Trạm Đông Sơn, theo đặc phái viên thiên cương của Thiên Ngoại Thiên thấy, người duy nhất trong toàn trường có thể tạo ra chút phiền toái cho bọn họ, chỉ có ba người, Thiên Bối lão nhân, Sở Hạo Trúc cùng với Trạm Đông Sơn. Vèo, mũi tên sắc nhọn phá không, tiễn của Từ Lam dẫn đầu bay ra, như ở trên không trung chợt xẹt qua một đạo thiểm điện. Thế mãnh liệt vô cùng, hắn nắm lấy thời cơ thật tài tình, vừa vặn là trong nháy mắt Thiên Bối lão nhân xuất chiêu ngán cản công kích, Thiên Bối lão nhân muốn thu cũng không thu lại được. Mũi tên của Từ Lam, quá nhanh, ngay lập tức, một tay đẩy Thiên Bối lão nhân ra, mũi tên sắc bén thấu xương, đâm vào bả vai Sở Hạo Trúc. Sở Trúc, Thiên Bối lão nhân trợn mắt muốn nứt ra, cả người run rẩy nhẹ, điên cuồng vung rìu trong tay lên. Ông rất rõ ràng, loại thời khắc này, Sở Hạo Trúc một khi bị thương, vậy có ý nghĩa gì? Các đặc phái viên thiên ngoại thiên, sẽ không bỏ qua loại cơ hội thừa thắng xông lên, đuổi cùng giết tuyệt. Thiên Bối lão nhân phát cuồng bảo vệ Sở Hạo Trúc, mũi tên bên kia cũng xuyên qua bầu trời dài chỉ về phía Trạm Đông Sơn, dư quang khỏe mắt vừa rồi của Mộ Dung Thần Hồng cũng thoáng nhìn thấy một mũi tên mà Sở Hạo Trúc vì Thiên Bối lão nhân đỡ được. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên cắn răng, dứt khoát lựa chọn, bộc phát ra một cỗ sức mạnh, hung hãn đẩy Trạm Đông Sơn ra. Mũi tên nhọn thế tới mãnh liệt cơ hồ muốn xuyên thấu thân thể Mộ Dung Thần Hồng, trong nháy mắt này, thân thể Mộ Dung Thần Hồng bị thuận thế bay cao cao về phía sau. Thế tiến của một mũi tên này, quá mức đáng sợ. Mộ Dung Thần Hồng không có thực lực như Sở, Hạo Trúc, cán bản không thể chịu được. Người còn đang ở giữa không trung, máu tươi liền như suối trào. Yên tĩnh như chết, trong nháy mắt này, ngay cả Thiên Bối lão nhân cùng với võ giả tứ tông cũng đều kinh hãi, chố mắt đứng nhìn, không thể tin nhìn hình ảnh trước mắt. Từ Lam một giây trước còn tự cao tự đại,
cứ như vậy bị Sở Trần một cước giẫm xuống, không hề phát cáu, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Tuy nói có lẽ Từ Lam có chút sơ suất, bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ tới Sở Trần trước tiên đi ra liền động thủ với hắn, thế nhưng, Từ Lam tốt xấu gì cũng là một trong 36 đặc phái viên thiên cương, dưới trùng kích tương phản mãnh liệt như vây, trực tiếp khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong mắt Từ Kính Thọ sắp lồi ra, một cỗ hàn khí trực tiếp từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu, sau đó nổ tung, trải rộng toàn thân. Ngược lại hít một hơi lạnh như băng, Từ Lam, 36 đặc phái viên thiên cương, xếp thứ 3. Hắn không phải hạng người vô danh, hắn là chiến thần của Từ Thị Thiên ngoại thiên. Nhưng vừa rồi, Sở Trần rõ ràng chỉ là thoải mái một cước, liền giẫm ngã hắn trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn thân ảnh Sở Trần, giờ khắc này, trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác ngưỡng mộ đỉnh cao. Cái này, luyện ra nguyên thần, Từ Kính Thọ trong mắt đầy không thể tin, không có cách nào tiếp nhận hình ảnh trước mắt nhìn thấy. Thiên bối lão nhân mỉm cười, Sở Trần, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Một bên, Sở Hạo Trúc lấy tay nhẹ nhàng che vết thương trên vai mình, ngồi xuống. Hắn đã hoàn toàn thả lỏng trạng thái, ý tứ rất hiển nhiên, chiến trường kế tiếp, liền giao cho Sở Trần tiếp quản. Vù, Từ Lam nhảy lên, cách xa Sở Trần, thân ảnh có chút chật vật, bộ dạng hàng hái vừa rồi, bộ dáng chỉ điểm giang sơn một đi không trở lại, thay vào đó là một cỗ kiêng kỵ nồng đậm, rơi vào trên người Sở Trần, từ trên người Sở Trần, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không thể trèo cao. Từ Lam nằm mơ không nghĩ tới, lại phát sinh biến cố như vậy. Nhưng, giờ phút này, phản ứng của Từ Lam cũng cực kỳ nhanh chóng, 36 đặc phái viên thiên cương, chuẩn bị bày trận. Từng đạo thân ảnh vội vàng lướt tới, vây quanh Sở Trần. Không sai, bọn họ đều xác định, người trước mắt này, đã đột phá tới cảnh giới phản cổ, cảnh giới thần biến, người đệ nhất thiên hạ hiện nay, thế nhưng, ở Từ Thị cũng lưu truyền một câu. Khi sức mạnh của 36 đặc phái viên thiên cương phát huy đến cực hạn, cũng có thể bộc phát ra công kích có thể so với cường giả thần giới cảnh biến. Giờ khắc này, 36 đặc phái viên thiên cương, tề tụ. Xếp hạng trước Từ Lam, đặc phía viên thứ nhất thứ hai trong 36 đặc phái viên thiên cương Từ Thị, theo thứ tự là Từ Thiên Hạo và Từ Vinh. Từ Thiên Hạo một thân áo đen, cung dài kiếm sắc, đôi mắt bắt đầu chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm Sở Trần. Từ thời khắc chiến đấu bộc phát, Từ Thiên Hạo tuy rằng ở hiện trường, nhưng vẫn không ra tay, theo hắn thấy, cho dù là thiên bối lão nhân, cũng không có tư cách để hắn tự mình ra tay. Thực lực của Từ Thiên Hạo đã sớm nửa chân bước vào thần giới cảnh biến. Mặc dù ngươi thành công luyện ra nguyên thần, đột phá đến trình độ cảnh giới thần biến, cũng chưa chắc thiên hạ vô địch. Từ Thiên Hạo chậm rãi mở miệng, 36 đặc phái viên thiên cương đã bắt đầu bày trận, xoay quanh Sở Trần. Sở Trần nghiễm nhiên giống như trong khoảnh khắc liền lâm vào một hồi trung tâm bão tố. Nhưng vẻ mặt Sở Trần cũng không có chút biến hóa nào, lạnh nhạt, lạnh lùng, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy cha đang ngồi trên mặt đất, nhìn thấy sư phụ đang thi châm cứu viện, nhìn thấy võ giả tử tông bốn phương tám hướng ngã xuống đất cùng với võ giả đảo vỏ sò, sát khí trên người Sở Trần càng lúc càng nồng đậm. Giết, Từ Thiên Hạo phụ trách khống chế toàn bộ đại trận 36 đặc phái viên thiên cương, theo một tiếng của hắn hạ xuống. 36 đặc phái viên thiên cương đồng loạt phát động công kích, lực lượng hùng hậu giống như đến từ ngân hà trên trời, chút xuống trải dài, cường thế vô cùng, lại giống như hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, có khí thế bao trùm tất cả thế gian. Đám người Trạm Đông Sơn đều nín thở, nhìn đại trận của 36 đặc phái viên thiên cương phía trước, mặc dù trận pháp không phải nhằm vào bọn họ mà đến, nhưng mà, bọn họ chỉ liếc mắt một cái, liền có loại cảm giác bị áp bách đến tim đập nhanh, linh hồn đang run rẩy. Loại sức mạnh này, nếu như là bọn họ đối mặt, chỉ sợ trực tiếp sẽ tan thành cho bụi đi. Sở Trần ở giữa, bỗng nhiên nhảy lên. Thế công của 36 đặc phái viên thiên cương hội tụ thành một đạo thần quang, thẳng lên trời. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, mắt thấy Sở Trần sắp bị thần quang xuyên thấu. Trong lúc đó tốc độ ánh sáng, Sở Trần bỗng nhiên cúi đầu, khóe miệng lóe lên một nụ cười. Chẳng thèm ngó tới, bỗng nhiên vung quyền, đại thiên long quyền. Trong trời đất phảng phất chợt vang lên tiếng rồng trong truyền thuyết, cánh tay Sở Trần tựa hồ có kim long ảo ảnh quấn quanh, đụng về phía thần quang. Am, một tiếng giật mình kinh thiên động địa, thần quang giống như bóng đèn chạm vào tảng đá, hào quang chói mắt trong nháy mắt liền vỡ vụn. Thân ảnh Sở Trần cấp tốc áp chế, dưới ánh mắt đông đảo nhìn chám chú, Sở Trần giống như một bàn tay, áp chế 36 đặc phái viên thiên cương. Một màn này, mọi người nhìn vào trong mắt,
có loại cảm giác nhìn lên thần tích, đây, quá kinh khủng. Nghiêm Tung Khánh lẩm bẩm mở miệng, hắn rất may mắn, là một trong hai người cuối cùng của phái Bắc Đẩu từ bể luyện hồn đi ra, thực lực cũng tàng lên trên phạm vi lớn, thậm chí lúc này thực lực đã hoàn toàn không thua kém đảo chủ Chiến Long đảo Trạm Đông Sơn. Nhưng mà, Nghiêm Tung Khánh tự hỏi, nếu như hắn đối mặt với một kích liên hợp của 36 đặc phái viên thiên cương, hắn sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng Sở Trần, một quyền trấn áp, cảnh giới phản cổ, thần giới cảnh biến. Khi linh hồn tiến hóa thành nguyên thần, thực lực lại có thế cường đại đến mức này. Ta đột nhiên có loại cảm giác, thời xưa cái gọi là câu chuyên rời núi khai hoang, có thể hay không chính là kiệt tác của cường giả thời cổ võ giả. Tiềm lực của võ giả, thật sự vô cùng vô tận. Ta vốn cho rằng, khí tức cảnh, chính là võ giả đỉnh phong, hiện tại xem ra, quả thực chính là ếch đáy giếng. Trong con người Nam Cung Quân lướt qua một tia vui mừng, Trần Trần, trưởng thành rồi. Lông mày Thiên Tiêu Tôn giả mỏ, rộng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong ấn linh hồn Sở Trần 5 năm, bằng cách này rèn luyện linh hồn Sở Trần, hiện tại xem ra, quả thực chính là lựa chọn anh minh nhất hắn làm trong cuộc đời này. Lúc này, Lý Hoa Thước châm kim cuối cùng cho Lưu Thiên Trọng, lau khô mồ hôi trên trán, Thiên Trọng không sao, kế tiếp, rút mũi tên nhọn này ra, là có thể tiến thêm một bước xử lý. Lý Hoa Thước nhìn Ninh Lão Tiên, cái này cần ngươi hỗ trợ. Ninh Lão Tiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn không được nhìn thoáng qua cảnh chiến đấu của Sở Trần trấn áp 36 đặc phái viên thiên cương, loại chiến đấu cấp bậc này, bọn họ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Lý Hoa Thước cũng chú ý tới, ngẩng đầu nhìn qua, nửa hồi, mở miệng nói, cũng không vội, trước tiên xem xong trận chiến đấu này đi. Lưu Thiên Trọng nằm trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng Lý Hoa Thước cùng Ninh Lão Tiên, tầm mắt của hắn vừa vặn bị hai tên này ngăn trở. Nhưng giờ phút này, Lưu Thiên Trọng ngay cả khí lực di chuyển ngón tay cũng không có. Một lần tuyệt vọng, Trạm Đông Sơn đi tới bên cạnh Mộ Dung Thần Hồng. Mộ Dung Luật đang cầm tay Mộ Dung Thần Hồng, liều chết đưa nội lực của mình vào trong cơ thể Mộ Dung Thần Hồng, vì Mộ Dung Thần Hồng mà kéo dài mạng sống. Nhưng khuôn mặt Mộ Dung Thần Hồng vô cùng tái nhợt, sinh mệnh khí tức trên người đã cực kỳ suy yếu, mũi tên sắc nhọn cắm trên người hắn, càng là nhìn thấy mà giật mình. Thần Hồng huynh, Trạm Đông Sơn hô một tiếng. Hốc mắt Mộ Dung Luật đỏ lên, Đông Sơn đảo chủ, lần này, tông chủ chỉ sợ là không thể chịu đựng được. Trong lòng Trạm Đông Sơn mãnh liệt run lên, một mũi tên này, Mộ Dung Thần Hồng là thay hắn đỡ. Trạm Đông Sơn bỗng nhiên cảm giác, Mộ Dung Thần Hồng người này, thật sự không tệ. Thở dài một hơi, Trạm Đông Sơn chậm rãi nói, Thần Hồng, ngươi phải kiên trì, nếu như ngươi có thể vượt qua cửa ải này, quan hệ giữa chúng ta không nhất thiết không thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng giờ phút này, Mộ Dung Thần Hồng căn bản không có cách nào đưa ra bất kỳ đáp lại nào của Trạm Đông Sơn. Có lẽ, có người có thể cứu tông chủ. Mộ Dung Luật bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm lo lắng, cốc chủ Dược Cốc, Lý Hoa Thước. Nghe vậy, Trạm Đông Sơn cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại, thân ảnh vội vàng lướt tới trước mặt Lý Hoa Thước, Lý Cốc Chủ. Trạm Đông Sơn cúi đầu thật sâu về phía Lý Hoa Thước, trầm giọng mở miệng nói, lúc ở cấm địa. Chiến Long đảo cùng với hai tông còn lại đối với mọi người làm tất cả, hôm nay nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày khác, ta nhất định sẽ tự mình leo lên cửu huyền môn, chịu đòn nhận tội. Hiện tại, khẩn cầu Lý Cốc Chủ ra tay, trị liệu cho Mộ Dung Doanh Hồng. Lý Hoa Thước giật mình, nhìn thoáng qua mấy người còn lại, một lúc lâu sau, nở nụ cười, y giả nhân tâm, Lý Hoa Thước ta há có đạo lý thấy chết không cứu. Nói xong, Lý Hoa Thước lập tức đi về phía Mộ Dung Thần Hồng ngã xuống đất. Lúc này, Lưu Thiên Trọng nằm trên mặt đất mở to hơn. Lý huynh, huynh có quên mất còn có một người sư đệ đang nằm trên mặt đất không? Lý Hoa Thước đi tới trước mặt Mộ Dung Thần Hồng, ngồi xồm xuống, đám người Trạm Đông Sơn thì đứng ở một bên hộ pháp, thần sắc cảnh giác. Dù sao, thiên ngoại thiên không chỉ có 36 đặc phái viên thiên cương, còn có 72 hung thần cùng với những đặc phái viên bình thường còn lại. Đều là khí tức cảnh, lực lượng không thể khinh thường. Chẳng qua, giờ phút này bọn họ đều bị thực lực nghịch thiên của Sở Trần trấn nhiếp. Trong quá trình Lý Hoa Thước trị liệu cho Mộ Dung Thần Hồng, thần sắc của hắn cũng dần dần nghiêm trọng lại. Mộ Dung Luật ở một bên nhìn lo lắng không thôi. Trong quá trình thi châm, càng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một lát sau khi Lý Hoa Thước hoàn thành một vòng thi châm, Mộ Dung Luật rốt cục nhịn không được mở miệng, Lý Cốc Chủ, tình hình của tông chủ chúng tôi thế nào? Lý Hoa Thước thần sắc ngưng trọng, nếu như không phải ở trong bể luyện hồn một phen, đối mặt với loại tình huống này của Mộ Dung tông chủ,
ta chỉ sợ cũng là không thể cứu vãn, nhưng mà trong lòng Mộ Dung Luật đột nhiên run lên. Sợ nhất là bác sĩ nói nhưng, Lý Hoa Thước trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, mấy canh giờ kế tiếp, là lúc sinh mệnh Mộ Dung Tông chủ nguy hiểm nhất, ta tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn, nhưng hắn đến tột cùng có thể vượt qua cửa ải này hay không, còn phải xem tâm trí của hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Luật cùng với võ giả phái Bắc Đầu bên cạnh trong lòng đều theo bản năng trầm xuống. Lý Hoa Thước, cốc chủ dược cốc, trên đời này, giới võ giả được công nhận là đệ nhất thần y. Nếu mà ngay cả hắn cũng bó tay vô sách mà nói, tính mạng tông chủ, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe số trời. Tất cả những gì đã nói là vậy. Lý Hoa Thước ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiến đấu, thần sắc lập tức phấn chấn lên. Bộ quyền pháp này của Sở Trần uy lực quá mạnh, như ác thần chiếm được, rồng bay phượng múa, khí thế siêu phàm, đại trận trùng kích 36 đặc phái viên thiên cương giải rác. Trận không thành trận, thần sắc Từ Thiên Hạo dần dần âm trầm xuống. Hắn đã triệt để điều động lực lượng của 36 đặc phái viên thiên cương, dưới sự trùng kích cường thế như thế, chẳng những không có đánh bại đối thủ trước mắt này, ngược lại, còn bị đối phương áp chế đến sắp không thở nổi. Thiên cương cửu trọng kích, Từ Thiên Hạo đột nhiên hét lớn. Tất cả lực lượng của 36 đặc phái viên thiên cương toàn bộ đều điều động. Thiên cương cửu trọng kích, chỉ có 9 chiêu, gần như liều mạng công kích, bọn họ sẽ dung nhập tất cả lực lượng của mình. Thậm chí có thể nói là lực lượng vượt quá tải trọng, vào trong 9 chiêu này, chính là trong 9 chiêu này, đánh tan đối thủ. Nếu như sau 9 chiêu, đối thủ không bại, đại trận của 36 đặc phái viên thiên cương, cũng sẽ triệt để tan rã. Đôi mắt Sở Trần sáng ngời như sao, anh đang tận hưởng trận chiến. Khi linh hồn hóa thành Nguyễn Thần, khi cỗ lực lượng cường đại trước nay chưa từng có này thi triển ra trên người mình, Sở Trần cũng có loại cảm giác gần như mộng ảo. Nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là sảng khoái. Một trận chiến nhanh chóng, ầm ầm, ở trong mắt Sở Trần, cái gì mà đại trận 36 đặc phái viên thiên cương, cái gì cửu trọng kích, đều giống như giấy dán, thùng rỗng kêu to. Sở Trần vung quyền, Từ Thiên Hạo căn bản không nghĩ tới chính là, đại trận 36 đặc phái viên thiên cương căn bản không có cơ hội hoàn toàn thi triển ra thiên cương cửu trọng kích, khi thi triển đến chiêu thứ 5. Kẻ địch trước mắt lấy một chiêu quyền anh gần như biến thái, đại trận 36 đặc phái viên thiên cương tan vỡ. 36 đạo thân ảnh, 36 cường giả siêu cấp, dưới tình huống triệu tập lực lượng toàn thân, không hề phòng bị đánh tan, lực lượng trực tiếp đánh trở về, trùng kích lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Nhao nhao bay ra phía sau, hộc máu ngã xuống đất. 36 đặc phía viên thiên cương, bại. Gió biển gào thét, hình ảnh phảng phất thoáng cái lần nữa tĩnh lại. Từng đạo ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần. Trải qua một hồi chiến đấu như vậy, Sở Trần vẫn khí định thần nhàn như trước, chắp hai tay, coi thường tất cả. Một màn này, cũng làm cho đáy lòng người ta càng thêm sâu sắc nhận ra, cường giả thần giới cảnh biến đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Cũng khó trách Sở Trần ngay từ đầu đã nói, người của Từ Lam thực lực như vậy, nhiều hơn nữa thì như thế nào. Còn không phải một cước giẫm chết, hiện tại, cũng quả thực như vậy. 36 đặc phái viên thiên cương sau khi ngã xuống đất, không có ai còn có thể đứng lên, bọn họ thừa nhận không chỉ là thực lực trùng kích của Sở Trần, còn có lực lượng của mình cắn lại, dẫn đến lục phủ ngũ tạng đều gặp phải trọng thương. Giờ phút này bọn họ, đừng nói là đối mặt với công kích của khí thức cảnh, chính là một võ giả hậu thiên tầm thường, trong tay cầm một thanh đao, đều có thể chém bọn họ như cắt dưa thái rau giết chết bọn họ. Gió mạnh thổi, võ giả thiên ngoại thiên nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả 36 đặc phái viên thiên cương ngã xuống đất, cũng không có ai dám đi đỡ, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn Sở Trần. Thần giới cảnh biến, giờ khắc này, trong mắt bọn họ, Sở Trần chính là thần tiên lục địa của giới võ giả. Thế gian vô địch, đối mặt với cường giả như vậy, bọn họ đã vô tâm phản kháng. Từng đạo ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, vốn tưởng rằng khi trận pháp biến mất, chính là thời khắc vinh quang của Từ Thị Thiên ngoại thiên. Không biết. Còn chưa kịp lao ra khỏi vùng biển, đã bị một tay, một nắm đấm, chân áp xuống. Thiên ngoại thiên, không cách nào tái tạo. Giờ này khắc này, võ giả tứ tông, võ giả đảo vỏ sò, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Một khắc trước bọn họ còn là con mồi của thiên ngoại thiên, bị vây quanh, lấy bắn chết làm thú vị. Mà bây giờ, Sở Trần xuất hiện, một mình, ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thế cục trở về. Tai họa lớn, biến mất, khuôn mặt của thiên bối lão nhân toát ra nụ cười. Nhìn Sở Trần xa xa,
ánh mắt thiên bối lão nhân cực kỳ vui mừng. Đồng thời, như chút được gánh nặng, tộc bối thị mang theo sứ mệnh hơn 1.000 nám, rốt cục hạ màn. Trận tai họa lớn sờ này chỉ hoãn hơn 1.000 nám, cuối cùng bởi vì một thanh niên hơn 1.000 năm sau hoành không xuất thế, biến mất. Từ nay về sau, tộc bối thị cũng có thể rời khỏi vùng biển, tự do tự tại. Ánh mắt thiên bối lão nhân nhìn về phía 36 đặc phái viên thiên cương ngã xuống đất. Bối thị cùng từ thị hơn 1.000 năm số mệnh dây dưa, bắt đầu từ hôm nay, cũng hoàn toàn kết thúc. Đương nhiên, thiên bối lão nhân giờ phút này trong đầu nghĩ, sẽ không phải là chém tận giết tuyệt đối với từ thị, cụ thể xử lý từ thị thiên ngoại thiên như thế nào, ông cũng không động, giao cho cháu ngoại Sở Trần. Hạo Trúc, chúng ta có thể về hưu rồi. Thiên bối lão nhân cười ha ha, khuôn mặt Sở Hạo Trúc cũng lộ ra ý cười. Cảnh giới thần biến, mặc dù cách ngày đó còn thời gian hơn một năm, nhưng trên đời nay, đã không còn ai có thể uy hiếp đến an toàn của Sở Trần. Một kiếp kia của Sở Trần, cũng nên biến mất đi. Sở Hạo Trúc nhìn thiên bối lão nhân. Thiên bối lão nhân hiểu được ý tứ của Sở Hạo Trúc, lấy ra thế, thực lực của Sở ra, dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có khả năng đưa Sở Trần vào cửu huyền môn tu hành. Nhưng năm đó, thiên bối lão nhân từng dùng bảo vật của tộc bối thị dò ngó thiên cơ, tương đương với thuật bói toán, tính đến lúc Sở Trần 25 tuổi, sẽ có một hồi kiếp nạn lớn, trong đó còn có các loại quẻ tượng. Cuối cùng, Sở Trần tiến vào cửu huyền môn. Lúc ấy, thiên tiêu tồn giả cũng vì Sở Trần tính toán một quẻ, kết quả cũng như thế. Sở Trần, sống không quá 25 tuổi. Bọn họ dùng hết toàn lực, bồi dưỡng Sở Trần trở thành thiên chi kiêu tử. Sở Trần cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ. Trước ngày hôm nay, trong lòng Sở Hạo Trúc vẫn có nghi vấn, không biết vì sao cửu huyền môn là mấu chốt của Sở Trần độ kiếp. Bây giờ hiểu rồi, nếu như Sở Trần không vào cửu huyền môn, không có kỳ ngộ này, hôm nay không có khả năng niết bàn, đứng ở giới vô giả đỉnh phong. Kiếp chính là kiếp, sẽ không biến mất. Thiên bối lão nhân nói, chẳng qua, Trần hiện giờ, có vốn liếng càng thêm cường đại, đi đối mặt với một hồi kiếp nạn không biết kia mà thôi. Cũng giống như hôm nay, thiên ngoại thiên mang đến cho giới võ giả một hồi đại nạn này, cho dù chỉ hoãn hơn 1.000 năm, một kiếp này, vẫn là đến, vô cùng may mắn, có Trần ngăn cơn sóng dữ, hóa giải kiếp nạn. Thiên bối lão nhân mỉm cười, ta tin tưởng, đến lúc đó, nó cũng có thể gặp dữ hóa lành, thuận lợi độ kiếp. Đối với đại kiếp nạn 25 tuổi, chưa từng có người nói qua với Sở Trần đương nhiên không biết, hiện tại, Sở Trần đối mặt với võ giả từ thị thiên ngoại thiên. Sở Trần có chút đau đầu. Sự tàn bạo của thiên ngoại thiên, anh đã tận mắt chứng kiến. Nếu để cho một đám người thực lực cường đại như vậy, rời khỏi vùng biển, tất nhiên nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, ngược lại, nếu để cho Sở Trần giết chết tất cả bọn họ, Sở Trần quả thật không làm được. Nếu như anh thật sự như thế, vậy cùng thiên ngoại thiên, có gì khác nhau? Ánh mắt Sở Trần nhìn lướt qua 36 đặc phái viên thiên cương. Giờ phút này có một bộ phận nhỏ khoanh chân ngồi trên mặt đất, ý đồ vận khí chữa thương, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, bọn họ bị thương so với tưởng tượng của bọn họ còn nghiêm trọng hơn, nhất là lực lượng cắn lại, đều phế đi một thân tuyệt học của bọn họ. Có thể nói, 36 đặc phái viên thiên cương này, từ nay về sau, rất khó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sở Trần ngẩng đầu lên, nhìn xa xa, đặc phái viên thiên ngoại thiên còn lại. Sở thần tiên, tha mạng. Không ít đặc phái viên thiên ngoại thiên trực tiếp quỳ xuống, thậm chí còn gọi Sở Trần là Sở Thần Tiên. Trong mắt bọn họ, cảnh giới thần biến, chính là thần tiên. Nếu như không phải thần tiên, làm sao có thể nghịch thiên như thế, ngay cả 36 đặc phía viên thiên cương cũng bại ở trong tay bọn họ. Khóe mắt Sở Trần bỗng nhiên thoáng nhìn thấy mấy cái đầu chọc, trong đầu giống như toát ra bóng đèn, đinh một cái liền cỏ suy nghĩ. Các ngươi cũng biết tội. Sở Trần nhàn nhạt mở miệng. Đặc phái viên thiên ngoại thiên quỳ xuống đất, tựa hồ là bản náng. Thấy một màn này, thiên bối lão nhân khinh thường, lẩm bẩm một tiếng, quả nhiên là người bị thiến, trong xương cốt, chính là hèn mọn như vậy. Nếu như theo ý của ta, các ngươi, thích giết thành tính, ta sẽ tự tay đưa các ngươi vào địa ngục. Nửa câu đầu tiên của Sở Trần khiến các đặc phái viên của thiên ngoại thiên sợ tới mức cả người phát run, ngay sau đó, Sở Trần mở miệng nói, nhưng, hôm nay có cao tăng ở đây. Bọn họ nói vậy cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục tu la xuất hiện. Cao tăng, Huyền Linh đại sư ngẩng đầu lên, trong đầu các đại sư Đạt Ma Sơn cũng nhao nhao toát ra nghi hoặc. Bọn họ vốn đang yên lặng quan sát trận chiến, không nghĩ tới Sở Trần đột nhiên nhắc tới bọn họ. Mắc mớ gì đến chúng ta,
Huyền Linh Đại Sư thầm nghĩ, ngươi giết sạch bọn họ, ta cũng không có ý kiến. Có điều, cốt cách của Đại Sư khiến hắn không thể không theo lời Sở Trần đáp lại một câu, A-di-đà Phật. Đặc phía viên thiên ngoại thiên, nếu muốn người sống, tự phế võ công, đi theo các Đại Sư trở về Đạt Ma Sơn, tụng kinh 5 năm, tẩy sạch nội tâm tội nghiệt, mới có thể rời đi. Sở Trần chậm rãi mở miệng, thiên ngoại thiên ngây người, các Đại Sư Đạt Ma Sơn cũng ngây người. Bọn họ nằm mơ thật không ngờ, lại có thể cùng thiên ngoại thiên quấn lấy một đoạn nghiệt duyên như vậy. Sở Trần sau đó mở miệng nói, võ giả dưới khí tức cảnh, cũng phải đi tới Đạt Ma Sơn, tụng kinh 5 năm, trong vòng 5 năm, không được động võ, 5 năm sau, thông qua khảo hạch của Huyền Linh Đại Sư, mới có thể rời khỏi Đạt Ma Sơn. 5 năm, khiến Sở Trần bất ngờ chính là, anh vốn tưởng rằng võ giả thiên ngoại thiên sẽ xuất hiện một bộ phận thanh âm phản kháng, nhưng kết quả cũng không có. Thậm chí, võ giả dưới khí tức cảnh mừng rỡ như điên, nhất là võ giả tông sư đỉnh phong, bọn họ lại âm thầm vui mừng lão tử thiên phú không được, không có đột phá trở thành đặc phái viên, nếu không, một thân tuyệt học sẽ không còn. Về phần các đặc phái viên thiên ngoại thiên, bọn họ ngược lại thuận theo, tự phế võ công, kéo thân thể nặng nề, đi về phía các đại sư Đạt Ma Sơn. Cả người Huyền Linh đại sư còn ở trong trạng thái mông lung. Kết thúc rồi sao? Thế nhưng đây chính là kết cục hắn trăm triệu lần không nghĩ tới a. Nhìn một đám võ giả thiên ngoại thiên trước mắt, Huyền Linh Đại Sư có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Rất nhiều người, Đạt Ma Sơn sau này, tiền án mỗi tháng đều phải tăng lên không ít. Sở Trần cũng không để ý tới cảm nhận của Huyền Linh Đại Sư, đừng nói là Đạt Ma Sơn, anh đối với Chiến Long Đảo cùng phái Bắc Đẩu đều không có hảo cảm gì. Sau khi ném võ giả thiên ngoại thiên cho Đạt Ma Sơn, Sở Trần đi tới trước mặt thiên bối lão nhân cùng sỏ. Hạo Trúc. Thiên bối lão nhân không nói gì, chỉ mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Sở Trần. Ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ông quả thật thật không ngờ, Sở Trần lại có một khoản thần thánh như vậy. Cứ như vậy, thiên ngoại thiên mang đến nguy cơ cho giới võ giả, sẽ hóa giải sạch sẽ. Bọn họ một thân sát khí, tin tưởng sau khi tiến vào Phật môn, cũng sẽ tiêu hao không ít. Sở Hạo Trúc vừa định mở miệng, Sở Trần đã lấy kim bạc ra, cha, cha đừng nói gì, con châm cứu cho cha. Sở Trần hết sức chăm chú, cẩn thận châm cứu cho Sở Hạo Trúc, xử lý vết thương. Vừa rồi thời điểm một người độc chiến 36 đặc phái viên thiên cương, anh cũng không có nghiêm túc như vậy. Nhưng giờ phút này, là lần đầu tiên anh cùng cha tiếp xúc thân mật, Sở Trần có loại cảm giác nội tâm theo bản năng run rẩy. Khi xé rách quần áo trên người Sở Hạo Trúc, lộ ra vẻ thương nhìn thấy mà giật mình, Sở Trần không khỏi hít một hơi khí lạnh, chợt ánh mắt hung háng nhìn chằm chằm vào phương hướng võ giả thiên ngoại thiên. Các võ giả thiên ngoại thiên có loại cảm giác trong lòng lạnh lẽo, thần sắc toát ra hoảng sợ. Sở Trần xử lý xong miệng vết thương cho Sở Hạo Trúc, xa xa truyền đến một tiếng kinh hô. Sở Trần dương mắt nhìn qua, hướng phái Bắc Đẩu, Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên hộc máu. Võ giả phái Bắc Đẩu kinh hô liên tục, Lý Hoa Thước ở ngay bên cạnh Mộ Dung Thần Hồng, khẩn cấp châm cứu. Trạm Đông Sơn cũng đứng ở một bên, lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt nhìn chăm chú. Qua xem một chút. Thiên bối lão nhân mở miệng nói, mặc kệ bọn họ lúc trước đã làm cái gì, nhưng trận chiến đấu vừa rồi, chúng ta luồn kề vai mà chiến. Hơn nữa, chiến đấu hôm nay, trình độ rất lớn, cũng là một tay ta tạo thành. Thiên bối lão nhân khẽ thở dài, ông cũng không có lựa chọn khác, ngoại trừ nhóm võ giả mạnh nhất đương thời, chỉ dựa vào đảo vỏ sò, căn bản không thể chống lại thiên ngoại thiên. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng ép vào tuyệt cảnh, cho đến khi Sở Trần Hoành không xuất thế. Lúc Sở Trần đi qua, Lý Hoa Thước vừa lúc đứng lên, thở dài lắc đầu, ta tận lực rồi. Kim châm độ mệnh thuật, không có cách nào cứu Mộ Dung Thần Hồng một mạng. Thân thể Trạm Đông Sơn theo bản năng lảo đảo một chút, có loại cảm giác hốc mắt ướt át, hắn ngay cả chính mình cũng không thể tin được, mình lại bởi vì nghe được tin tức Mộ Dung Thần Hồng không trị được mà rơi lệ. Tông chủ, Mộ Dung Luật đỏ mắt giống to. Sở Trần ngồi xổm xuống, bắt mạch cho Mộ Dung Thần Hồng. Mạch tượng đã suy yếu đến mức gần như không bắt được. Khóe miệng Mộ Dung Thần Hồng máu tươi còn đang tràn ra. Mũi tên này làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của hắn. Lý Hoa Thước thở dài, hơn nữa, còn có sức mạnh của đối phương lưu lại trong cơ thể hắn, bị tổn hại. Hắn cũng rất ít khi gặp phải người bị thương mà mình cũng bó tay vô sách. Nhưng Mộ Dung Thần Hồng trước mắt, hắn tự nhận, cứu không được. Sư phụ, hắn còn có thể cửu. Sở Trần mỏ, miệng. Nghe vậy, thân hình Trạm Đông Sơn mãnh liệt chấn động,
ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần. Ánh mắt Lý Hoa Thước sáng lên, ngươi đến thử xem, ta sẽ làm trợ thủ cho ngươi. Nội tâm Lý Hoa Thước cũng không có chút cảm giác khó chịu, nếu đồ đệ có thể doa yêu hơn thầy, hắn vui mừng còn không kịp. Tuy nhiên, động tác tiếp theo của Sở Trần đã khiến nụ cười của Lý Hoa Thước ngưng động lại. Sở Trần lại một hơi nhổ bỏ toàn bộ kim châm đâm vào người Mộ Dung Thần Hồng. Phải biết rằng, với trạng thái hiện tại của Mộ Dung Thần Hồng, kim bạc cắm trên người hắn, chính là vì hắn mà kéo dài mạng sống. Điều này không khác gì trực tiếp rút ống oxy của Mộ Dung Thần Hồng ra. Động tác của Sở Trần cực nhanh, sau khi rút toàn bộ kim bạc ra, Sở Trần lật tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy chục kim bạc dày đặc. Đột nhiên vận khí, kim bạc bay lên không trung, đồng thời phát ra tiếng ông ông run rẩy. Rất nhanh, đợt kim bạc này đâm vào trong cơ thể Mộ Dung Thần Hồng. Đây không phải là kim châm độ mệnh thuật. Lý Hoa Thước nhìn không chớp mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thủ pháp thi châm của Sở Trần. Mỗi một bước, mỗi một chi tiết, đều có loại kích động khiến Lý Hoa Thước muốn hô to huyền diệu. Người trong nghề trông cửa, người ngoài xem náo nhiệt. Mộ Dung Luật và các võ giả phái Bắc Đấu đứng ở một bên, nhìn Sở Trần thi châm, trong lòng căng thẳng. Sinh mệnh của Mộ Dung Thần Hồng hiện giờ nằm trong tay một mình Sở Trần. Châm cứu, vận khí, chữa bệnh. Sở Trần thủ pháp cực nhanh. Ngay cả Lý Hoa Thước là người đứng ở đỉnh cao y giới, cũng nhìn mà hoa cả mắt. Sở Trần thần sắc chuyên chú, đây là thuật trị liệu lớn anh bắt được từ trong ánh sáng, lần đầu tiên sử dụng, ngay trên người Mộ Dung Thần Hồng đang hấp hối. Khi trị liệu kết thúc, tay Sở Trần đặt lên Mộ Dung Thần Hồng, đồng thời khí tức thấm vào, một lát sau, Sở Trần buông tay, đứng lên. Đám người Mộ Dung Luật khẩn trương nhìn Sở Trần. Thần Hồng thế nào? Trạm Đồng Sơn vội vàng hỏi. Sở Trần vừa định trả lời. Bỗng nhiên thần sắc toát ra một trận mơ mơ, đây không phải là Trạm Đông Sơn sao? Tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu Sở Trần lập tức toát ra vài dấu chấm hỏi. Một lúc lâu sau, mới phục hồi tinh thần, mở miệng nói, mạng này của Mộ Dung Tông Xua, xem như giữ được. Vừa dứt lời, Trạm Đông Sơn nước mắt lưng tròng, hắn không thể khống chế bắt lấy cánh tay Sở Trần, kích động vô cùng, cảm ơn cậu, cảm ơn. Sở Trần. Ánh mắt Sở Trần theo bản năng nhìn thoáng qua người nằm trên mặt đất, không có nhận nhầm, chính là Mộ Dung Thần Hồng A. Hai người bọn họ không phải nhìn nhau không vừa mắt, còn bởi vì mình thuận miệng bịa đặt một câu nói lung tung đánh nhau sao? Sao bây giờ tình cảm lại sâu đậm như vậy? Sở Trần tỏ vẻ suy tư không giải thích được. Sở Trần, nơi này còn có không ít người bị thương, chúng ta phân công hợp tác, trị liệu cho bọn họ một chút đi. Lý Hoa Thước mở miệng. Sở Trần phục hồi tinh thần. Nhìn thoáng qua Trạm Đông Sơn, lập tức gật đầu. Thầy cho hai người chia nhau hợp tác, trị liệu võ giả tứ tổng bị thương cùng với võ giả đào vỏ sò. Cuối cùng, trở lại chỗ mấy vị sư phụ cửu huyền môn. Ánh mắt Lý Hoa Thước dừng trên người Liêu Thiên Trọng nằm trên mặt đất, thần sắc ngẩn ra, Thiên Trọng, mũi tên trên người ngươi vẫn còn. Trong ấn tượng của Lý Hoa Thước, hắn tựa hồ đã rút tên cho Liêu Thiên Trọng. Liêu Thiên Trọng quay mặt, không trả lời, tức giận. Vân là để ta làm đi. Sở Trần đi qua. Nam Cung Quân ngăn anh lại, giao cho sư phụ ngươi được rồi, bên kia còn có người đang chờ ngươi. Sở Trần theo nhìn ra phương hướng Nam Cung Quân chỉ, thần sắc thoáng cái giật mình. Nửa hồi, Sở Trần kích động, thân ảnh xông lên, không kịp phanh, trực tiếp ôm Liễu Như Nhạn lên, Liễu tỷ tỷ, tỷ không sao là tốt rồi. Liễu Như Nhạn bị Sở Trần bất ngờ ôm lấy dọa sợ, ngơ ngác, không nhúc nhích. Một lát sau, Sở Trần mới ý thức được cái gì, thả Liễu Như Nhạn xuống, nhìn Liễu Như Nhạn, cười hắc hắc, Liễu tỷ tỷ. Sở Trần xuất phát từ nội tâm mừng rỡ, tươi cười không ngừng. Khi Liễu Như Nhạn lấy thân thể của mình làm đầu mối then chốt của trận pháp, một khắc kia giúp anh ngán cản võ giả Tam Tông, Sở Trần cảm giác linh hồn của mình sắp nổ tung. Tình huống lúc đó, anh không thể không lập tức tiến vào đại điện. Trong cửa luyện tâm, suýt nữa cũng bởi vậy mà tạo thành tâm ma, bị đá ra khỏi cuộc. Hôm nay gặp lại Liễu tỷ tỷ, hơn nữa bình yên vô sự, trong lòng Sở Trần hoàn toàn buông xuống. Cùng với Liễu Như Nhạn xuất hiện còn có Giang Khúc Phong, Giang Khúc Phong một thân thương thế đã cơ hồ hoàn toàn tốt, một thân áo đen, khuôn mặt lãnh khốc, khi Sở Trần nhìn về phía hắn, khóe miệng Giang Khúc Phong lên, thần bí cười một tiếng với Sở Trần. Sở Trần, Phong ca vẫn luôn bảo trì rất tốt, nhất là trước mặt người khác, hắn luôn là một bộ dạng cao thâm lãnh khốc khó lường. Sở Trần cơ hồ chưa từng thấy qua hắn ỏ, trước mặt người khác lộ ra mỉm cười, nhưng hiện tại, hắn lại thần bí cười rộ lên với mình.
Điều này khiến Sở Trần có chút sởn tóc gáy. Phong ca không phải là kích thích quá độ chứ? Phong ca, ngươi làm sao vậy? Sở Trần theo bản năng hỏi. Giang Khúc Phong hắc một tiếng. Hắn biết Sở Trần đột phá đến cảnh giới thần biến, thực lực nghịch thiên, nhưng càng là như thế, hắn tin tưởng, trong tay mình nắm giữ một bộ quyền pháp hạ gục người khác từ xa, nhất định là Sở Trần yêu thích. Hiện tại nơi này không có tín hiệu, chờ đi ra ngoài cầm điện thoại, lại chậm rãi nói chuyện với Sở Trần. Giang Khúc Phong toàn bộ cao ngạo đứng ở một bên, để lại cho mọi người một bóng lưng. Vừa rồi trước khi ngươi đi ra, lúc chúng ta đi ra, 72 hung thần đặc phái viên thiên ngoại thiên đang muốn bắn chết chúng võ giả, chúng ta kịp thời xuất thủ phá hoại. Liễu Như Nhạn nói, nhìn thoáng qua Giang Khúc Phong, Giang tiền bối giết đến hưng phấn, đuổi giết 10 đặc phái viên đến ngoài mấy chục hải lý, ta liền đuổi theo nhìn một cái, thuận tiện quan sát một chút, xung quanh còn có bố trí khác của thiên ngoại thiên hay không. Sở Trần lúc này mới chú ý tới, Phong ca đã đột phá đến khí thức cảnh. Chúc mừng Phong ca. Sở Trần hồi tưởng lại Giang Khúc Phong một đường gặp phải, không khỏi thổn thức, quả thật không dễ dàng. Thiên bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc đi tới, ánh mắt thiên bối lão nhân dừng trên người Liễu Như Nhạn, đôi mắt toát ra yêu thích, Liễu cô nương, hoan nghênh cô tới đảo Vỏ Sò làm khách. Liễu Như Nhạn nhất thời có loại cảm giác nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Võ giả đảo Vỏ Sò cùng với mạch chủ Cửu Huyền đều có người bị thương, thiên bối lão nhân đề nghị trở về đảo Vỏ Sò tạm thời nghỉ ngơi. Sở Trần vui vẻ đồng ý, đảo Vỏ Sò xem như nhà mẹ đẻ của mẹ anh, cũng là một trong những nơi thần bí nhất vùng biển, Sở Trần muốn biết một chút. Võ giả phái Bắc Đẩu đã làm xong băng ca, khiêng mộ dung thần hồng cùng với những võ giả bị thương còn lại, bọn họ được Trạm Đông Sơn mời, tạm thời về Chiến Long đảo nghỉ ngơi trước. Trạm Đông Sơn đi tới cáo biệt mấy người Sở Trần. Cuối cùng, Trạm Đông Sơn nhìn Sở Trần, chờ thế cục Chiến Long đảo ổn định lại, ta sẽ tự mình đi tới Cửu Huyền Môn. Chịu đòn nhận tội. Sở Trần mỉm cười lắc đầu, cũng không cần. Nhìn Trạm Đông Sơn tự mình khiêng mộ dung thần hồng đi, trong lòng Sở Trần vẫn có loại cảm giác còn rất hư ảo. Không phải là mình thuận miệng nói một câu, sắp trò thành sự thật chứ. Nói sao làm vậy cũng không lợi hại như vậy. Bên kia, các đại sư Đạt Ma Sơn cũng rời đi, bọn họ không có cùng Sở Trần nói lời tạm biệt, trực tiếp dưng dưng rời đi, vung ống tay áo, dẫn toàn bộ thiên ngoại thiên đi. Một trận chiến lớn đã kết thúc, Sở Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua vị trí của cửa ánh sáng lúc trước, âm thầm thổn thức. Trên đời này, còn có quá nhiều chuyện chưa biết, nếu như không phải 9 vị sư phụ bị vây khốn ở cấm địa thiên ngoại thiên, anh cũng sẽ không có một phen trải nghiệm như vậy. Sau khi đột phá đến thần biến cảnh, Sở Trần càng cảm nhận được con đường võ giả dài đằng đẵng cùng thần bí. Đồng thời, Sở Trần sinh ra nghi hoặc, cường giả thời đại võ giả cổ đại. Tu luyện đạt tới trình độ bản lĩnh hết sức cao cường, vì sao lại biến mất ở địa cầu, làm truyền thừa võ giả xuất hiện đứt gãy. Mấy vị sư phụ đi tới, đại nạn rốt cục đã qua đi à. Trần Trần, ngươi lại đây, chúng ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Sở Trần phục hồi tinh thần, thần sắc mơ hồ, nghi hoặc khó hiểu nhìn mấy vị sư phụ. Vẻ mặt của mấy vị sư phụ khiến anh có loại cảm giác không ổn. Sở Trần đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trần Trần, nghe nói. Ngươi 5 tuổi đổ nước rửa chân vào bầu rượu của ta. Vậy 7 tuổi ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là cường giả cảnh giới thần biến, chúng ta cũng không xử lý thập ngươi. Sở Trần thấy thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Sư phụ tha mạng, mấy vị sư phụ truy kích ra ngoài, trong lúc nhất thời, chàng diện một lần không khống chế được, Nam Cung Quân không khỏi cười rộ lên. Chiến Long đảo và đội phái Bắc Đẩu đã lên một chiếc thuyền lớn. Sóng biển quay cuồng. Trạm Đông Sơn đứng trên bong tàu, hai tay chắp sau lưng, cảm nhận gió biển thổi, nhìn phía trước, hồi tưởng lần này gặp phải, Trạm Đông Sơn thủy chung có loại cảm giác như mộng cảnh, vốn tưởng rằng mình che giấu thực lực, cuối cùng sẽ trổ hết tài năng trong võ giả tứ tông, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt cao quang, sau đó, làm cho người ta từng người vượt qua. Cửu Huyền Môn trở thành người thắng lớn nhất, đảo chủ, phía sau truyền đến một đạo thanh âm, Nghiêm Sùng Khánh đi tới. Hai tay nắm lan can, cảm thán nói, ngài có phát hiện hay không, lần này chúng ta đi ra, vùng biển trở nên không giống trước kia. Nghe vậy, thần sắc Trạm Đông Sơn giật mình, chỗ nào không giống, đảo chủ, ngài cho tới bây giờ, chưa từng tu luyện qua sao. Nghiêm Sùng Khánh cười khổ, theo hắn thấy, đảo chủ có chút quá mức lo lắng vị tông chủ phái Bắc Đẩu kia. Xem ra, có loại xu thế, không cách nào tránh khỏi. Hai tông thông gia,
Trạm Đông Sơn lập tức khoanh chân ngồi xuống, một lát sau, Trạm Đông Sơn thần sắc khiếp sợ mở mắt ra, trong không khí vùng biển này, lại tràn ngập linh khí, nếu nồng đậm thêm một chút, quả thực có thể so với động tiên. Trạm Đông Sơn khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng vui mừng, chúng ta phát hiện ra một khu tu hành tuyệt hảo a. Nghiêm Tùng Khánh nhìn Trạm Đông Sơn một cái, từ thời khắc chúng ta rời đi, cho đến bây giờ, tất cả khu vực, đều là hoàn cảnh tu hành như vậy. Làm sao có thể, Trạm Đông Sơn khó có thể tin được. Nghiêm Tùng Khánh hít sâu một hơi, ta hoài nghi, là Sở Trần đột phá đến cảnh giới phản cổ, sau khi linh hồn thăng cấp nguyên thần, tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, linh khí tô phục. Trong đầu Trạm Đông Sơn cơ hồ theo bản năng toát ra bốn chữ này. Một lúc lâu sau, Trạm Đông Sơn mừng như điên. Nếu thật sự như thế, mặc dù bỏ lỡ cơ duyên bề luyện hồn, dưới loại hoàn cảnh tu hành này, hắn cũng có cơ hội thẳng cấp đến cảnh giới thần biến. Đó là một điều tốt. Còn có một chuyện, Nghiêm Sùng Khánh trầm giọng nói, đảo chủ, chúng ta thật sự muốn ở Chiến Long đảo, vì Sở Trần lập pho tượng sao? Tôi cảm thấy, nếu làm như vậy, sẽ làm suy yếu rất nhiều sự tự tin cùng lực ngưng tụ của võ giả Chiến Long đảo chúng ta, con dân trên đảo sẽ nghĩ gì về chúng ta? Trạm Đông Sơn trầm ngâm. Một lúc lâu sau, bật cười nói, quân tử nhất ngôn tứ ma nan truy, ta nếu đã hứa hẹn, cũng không thể đổi ý, có điều, Trạm Đông Sơn cũng hiểu được băn khoăn của Nghiêm Tung Khánh, cũng đồng ý một vài quan điểm của Nghiêm Tung Khánh, lúc này cười cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, yên tâm đi, Sở Trần là người đầu tiên đương thời, cũng là cường giả cảnh giới thần biến tạm thời duy nhất, hắn cố gắng ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản một hồi đại nạn bao trùm giới võ giả, lập pho tượng cho hắn. Cũng không quá đáng. Huống chi, ta chỉ là hứa hẹn lập pho tượng cho hắn, cụ thể ở nơi nào, bao nhiêu bức tượng được dựng lên, trong lòng ta có đo lường. Nghe vậy, ánh mắt Nghiêm Tùng Khánh sáng lên, lập tức vỗ mông ngựa, đảo chủ đúng là cao. Phần kiêu ngạo trong lòng người Chiến Long đảo, đó là vĩnh viễn không thể phá hủy. Gió lớn thổi qua, thuyền lớn sắp tới gần Chiến Long đảo. Nghiêm Tùng Khánh tuy rằng đối với pho tượng Sở Trần chất đống ở Chiến Long đảo có chút không thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Trạm Đông Sơn lúc này, trong lòng không khỏi cảm giác được vui vẻ, ít nhất, cửa phòng mình không có pho tượng Sở Trần. Không còn sớm nữa, ta quay về trước, Nghiêm Tùng Khánh khẩn cấp muốn trở về. Trạm Đông Sơn gật đầu, hắn còn muốn dàn xếp cho người phái bắt đầu. Mục tư, Trạm Đông Sơn dừng một chút, vẫn trầm giọng mở miệng nói, con đi nói cho cô một tiếng, liền nói, phái bắt đầu tới. Trạm mục tư giật mình, không nghĩ nhiều. Lập tức xoay người rời đi. Chiến Long đảo có 5 lãnh địa lớn, Trạm thị chiếm diện tích rộng lớn nhất, mà kề sát Trạm thị lại là Nghiêm thị. Nghiêm Tùng Khánh tiến tới không ngừng, trở về lãnh địa Nghiêm thị, trong lòng trầm xuống. Lãnh địa Nghiêm thị, lại cũng có pho tượng Sở Trần. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Nghiêm Tùng Khánh trở lại phủ đệ của mình. Vô cùng may mắn, trước cửa phủ đệ cũng không có pho tượng Sở Trần. Hắn không hy vọng con dân Chiến Long đảo quá độ thần thoại Sở Trần. Cho dù Sở Trần là thần tiên lục địa duy nhất trên đời hiện nay. Khóe miệng Nghiêm Tùng Khánh khẽ nhếch lên. So sánh như vậy, con dân Nghiêm thị so với Trạm thị lý trí hơn nhiều. Thân ảnh Nghiêm Tùng Khánh chợt lóe, lướt tới trước phòng mình. Trước mắt tối sầm lại, Nghiêm Tùng Khánh suýt nữa không đứng vững, lảo đảo một chút. Trước cửa phòng, pho tượng Sở Trần cao vút, còn không chỉ có một. Nghiêm Tùng Khánh vịn vào vách tường. Sóng biển cuồn cuộn, một con tàu lớn vượt sóng. Trong khoang thuyền, thanh âm của Ninh lão tiên lớn nhất, tiếng cười truyền đi mấy hải lý. Bị nhốt ở cấm địa thiên ngoại thiên hơn một tháng, Ninh lão tiên nằm mơ cũng nghĩ đến giờ khắc này. Mạch chủ Cửu Huyền ngồi vây quanh một bàn, không khí nhiệt liệt. Bên kia, Liêu Thiên Trọng nằm trên mặt đất, Sở Trần vốn có ý định để hắn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Liêu Thiên Trọng kiên trì muốn ở chỗ này, cho dù không có cách nào uống rượu, ngửi thấy mùi rượu cũng được. Sở Trần cùng thiên bối lão nhân ngồi ở bên ngoài, một đôi mắt thần ở xa xa yên lặng nhìn đôi già trẻ này. Có thiên bối lão nhân ở đây, hắn muốn cùng con trai của mình nói chuyện phiếm cũng không dễ dàng. Sở Hạo Trúc thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Giang Khúc Phong bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, lão Giang, chúng ta nói chuyện một chút. Giang Khúc Phong lãnh khốc xoay người lại, đế lại cho Sở Hạo Trúc một bóng lưng. Đồng thời, Giang Khúc Phong nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn không có tín hiệu. Chiếc thuyền lớn đi qua những đám mây, vượt qua sóng gió, thiên bối lão nhân nhìn ra xa, cảm nhận được linh khí trong thiên địa, bỗng nhiên thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói, tiểu Trần, chúa cảm nhận đi, linh khí vùng biển, rõ ràng dư giả rất nhiều, dựa theo tình huống này,
hôm nay đảo Vỏ Sò, tuyệt đối là một nơi động tiên. Động tiên, không còn là tồn tại hiếm có nữa. Điều này có nghĩa là thực lực tổng thể của giới võ giả sẽ nhanh chóng tăng vọt. Thiên bối lão nhân nhìn Sở Trần một cái, ta tin tưởng, trong vòng 3 tháng, nhất định sẽ có võ giả bước vào cảnh giới thần biến. Sở Trần mỉm cười, ông ngoại chỉ ba cháu. Hạo Trúc quả thật có hy vọng trong vòng 3 tháng đột phá đến cảnh giới thần biến, nhưng cũng không chỉ còn nỏ. Thiên bối lão nhân trầm giọng nói, nếu như thật sự là linh khí toàn cầu tô phục toàn diện mà nói, giới võ giả sẽ đi về phía thời đại phản cổ, cơ duyên sinh ra cường giả sẽ nhiều hơn rất nhiều, thậm chí, còn xuất hiện tồn tại cường đại hơn cảnh giới thần biến. Sở Trần gật đầu, hiện giờ anh là cảnh giới thần biến duy nhất trong giới võ giả hiện nay, nhưng mà, trong lòng Sở Trần hiểu rõ, phía sau anh, có một đống lón người đuổi theo. Càng nhiều võ giả, đều muốn vấn đỉnh đỉnh phong, cháu sẽ không bị những người sau này vượt qua. Sở Trần uống một ngụm rượu, tự tin đáp lại. Thiên bối lão nhân cười to gật đầu, ánh mắt mang theo vui mừng, được. Chiếc thuyền lớn xuyên qua một đám mây, phía trước sáng sủa, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt. Điện thoại của Sở Trần không ngừng rung lên. Rất nhiều thông tin, con tàu lớn đã đến vùng biến có thể nhận được tín hiệu. Sở Trần mở điện thoại ra nhìn thoáng qua, đồng tử nhất thời co rụt lại. Đa số tin tức, đều là chuyện kỳ lạ xảy ra trên toàn cầu ngày hôm nay. Núi Cổ Xuyên nổi tiếng xuất hiện muôn vàn ánh sáng. Ánh sáng của Đức Phật chiếu khắp nơi trong các ngôi chùa trên núi Thần Sơn. Có những con chim kỳ lạ che khuất bầu trời. Có sạt lở đất nứt, cổ tích ra đời. Chấn động thiên hạ, rất nhiều người ý thức được, thế giới này, tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Giang Ánh Đào cũng gửi cho Sở Trần không ít tin tức, nói cho Sở Trần biết, cục đặc chiến đã điều phối gần như tất cả lực lượng thu thập tin tức về biến cục lớn môi trường toàn cầu lần này. Hơn nữa, có không ít tiền bối thiên võng điện tập võ, trong thời gian ngắn, đều theo cách khác nhau đạt được đại cơ duyên, thực lực đại tàng, nhao nhao đột phá. Thực lực của giới võ giả chỉnh thể nhảy vọt. Sở Trần trả lời tin nhắn cho Giang Ánh Đào, nói cho Giang Ánh Đào tình hình chiến đấu ở vùng biên, lập tức mở miệng nói, linh khí toàn cầu, thật sự tổ phục toàn diện. Trong đầu Sở Trần xẹt qua tử quang trong bể luyện hồn. Trong nháy mắt anh đột phá đến cảnh giới thần biến nổ tung, tử quang chui vào mặt đất, đại điện cũng hoàn toàn sụp đổ tin tức. Mà hoàn cảnh trên toàn cầu đại tô phục, cũng bắt đầu từ thời khắc đó. Sở Trần trong lòng không khỏi suy đoán, có thể hay không chính là bẻ luyện hồn, phong ấn linh khí địa cầu, khiến cho thời đại võ giả cổ địa cầu xuất hiện đứt gãy. Hiện giờ bể luyện hồn nổ tung, phong ấn biến mất, linh khí địa cầu mới có thể một lần nữa tô phục. Nếu thật sự là như vậy, vậy chẳng phải là, địa cầu linh khí tô phục, đều bởi vì anh. Ở Án Quốc xuất hiện con điều lớn dài mấy chục thước, xẹt qua giữa không trung, sau đó biến mất vô tung. Sở Trần lo lắng chính là cái này, trầm giọng mở miệng nói, linh khí địa cầu, được lợi, có thể hay không không chỉ là nhân loại. Sở Trần thử nghĩ một chút, địa cầu sau này, có thể xuất hiện thú loại còn lại khai trí hay không, tiến hóa thời cổ đại, nhưng cho tới bây giờ đều không thiếu truyền thuyết về thú. Thiên bối lão nhân cho Sở Trần lại là câu trả lời khẳng định, anh trực tiếp gật đầu, hỏi ngược lại một câu, linh khí địa cầu toàn diện tô phục, dựa vào cái gì chỉ có thể là nhân loại có lợi. Không sai, thú loại, nhất định cũng sẽ đạt được chỗ tốt lớn lao. Trong đáy lòng Sở Trần mơ hồ có chút lo lắng. Điện thoại của Sở Trần bỗng nhiên lại rung lên một chút. Cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, Sở Trần theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, Giang Khúc Phong dựa lưng vào anh, đang dò biển. Tin nhắn là Giang Khúc Phong gửi tới. Giang Khúc Phong, hắc, Sở Trần, chúc mừng ngươi đột phá đến cảnh giới thần biến na. Quá khác thường, Sở Trần trả lời Giang Khúc Phong một dấu chấm hỏi. Khóe miệng Giang Khúc Phong khẽ nhếch lên, ngón tay nhanh chóng, có muốn trở nên mạnh hơn hay không đồng tử Sở Trần co rụt lại. Hắn muốn, Sở Trần lập tức đi tới trước mặt Giang Khúc Phong, Phong ca. Khuôn mặt Giang Khúc Phong biến ảo một chút, trò chuyện tốt trong thoại không được sao. Giang Khúc Phong vẫn lãnh khốc gật gật đầu, ừ. Không đợi Giang Khúc Phong gửi tin tức, Sở Trần liền lập tức mở miệng nói, Phong ca ngược lại nhắc nhở tôi ở bề luyện hồn học một bộ võ học, cảm giác rất thích hợp với cô, ta trước tiên đến trình diễn cho ngươi một chút, bộ tuyệt học này gọi là hạ gục người khác qua nắm đấm và lòng bàn tay. Điện thoại của Giang Khúc Phong rơi xuống. Đây không phải thật, Giang Khúc Phong vội vàng nhặt điện thoại lên, nhìn Sở Trần. Khẳng định chỉ là tên trùng hợp, Sở Trần một mực ở trong bể luyện hồn, làm sao có thể cũng học được một môn công phu này.
Phong ca, đừng kích động, một bộ võ công tuyệt học mà thôi. Sở Trần cười mở miệng, chợt biểu diễn cho Giang Khúc Phong. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, khóe miệng Giang Khúc Phong đang co giật. Đây chính là những gì hắn học. Từ khi bắt đầu học được môn tuyệt học võ công này, hắn đã nghĩ đến kỹ năng thể hiện trước mặt Sở Trần, trong bụng quy hoạch không ít nội dung, rốt cục mong được điện thoại có tín hiệu, khẩn cấp gửi tin nhắn cho Sở Trần, nhưng không nghĩ tới, Sở Trần lại trực tiếp truyền thụ môn tuyệt học công phu này cho hắn. So sánh, mình chẳng phải là quá không phóng khoáng. Thần sắc Giang Khúc Phong có chút xấu hổ, ánh mắt lấp lánh bất định, bộ quyền pháp này cũng không phức tạp, chỉ có 9 chiêu. Sở Trần rất nhanh liền diễn luyện một lần. Phong ca, thấy rõ chưa? Sở Trần sau khi thu chiêu, đi tới, bộ đánh người bằng tay qua không trung này, không chỉ thực dụng, còn có vài phần kỹ năng thể hiện, người thi triển, rất phù hợp với khí chất của ngươi. Giang Khúc Phong miễn cưỡng nặn ra nụ cười lễ phép không mất đi xấu hổ. Đúng rồi, Phong ca vừa mới nhớ kỹ mấy chiêu. Sở Trần hỏi, Giang Khúc Phong trầm ngâm một hồi, đi ra, làm bộ suy tư một lát sau đó, miễn cưỡng mạnh mẽ đánh ra 3 chiêu. Không tệ, số Trần giơ ngón tay cái lên, nhìn một lần là có thể chuẩn xác đánh ra 3 chiêu trong đó, lại phối hợp với quyền pháp khẩu quyết, liền có thể phát huy ra uy lực cường đại, chờ đến đảo vỏ sò, ta lại cùng Phong ca thảo luận những chiêu số còn lại, đúng rồi, vừa rồi Phong ca nói, có cách gì có thể nâng cao thực lực của ta. Sở Trần tràn đầy chờ mong nhìn Giang Khúc Phong, khóe miệng Giang Khúc Phong hung hăng co giật, quay lưng lại, cầm lấy điện thoại. Rất nhanh, Sở Trần nhận được tin tức. Giang Khúc Phong, đùa một chút, đừng coi là thật. Sở Trần, thuyền lớn cách đảo vỏ sò càng ngày càng gần, không cần chờ thiên bối lão nhân mở miệng, Sở Trần cũng có thể cảm nhận được, vùng biển này này linh khí càng lúc càng nồng đậm. Phía trước, dáng màu ngút trời, nêu như từ trên cao nhìn xuống, một hòn đảo giống như bảo thạch trong biển sâu, phóng thích ra muôn vàn ánh sáng, khiến người ta chú ý. Đường viền của toàn bộ hòn đảo cũng có hình dạng vỏ sò. Khi những chiếc thuyền lớn cập bến, nhìn ra ngoài, đầy đủ các vỏ sò, tất cả các loại, đầy màu sắc. Trên đảo có không ít cư dân, khi nhìn thấy thuyền lớn cập bến, nhao nhao vây quanh. Tộc trưởng về rồi, tiếng nhảy nhót vang vọng, chạy đi báo cáo, con dân đảo vỏ sò cũng biết, lần này tộc trưởng rời đi, là phải đối mặt với một trận quyết đấu định mệnh. Bối thị cùng tù thị, chỉ có thể tồn tại một. Hiện giờ nhìn thấy tộc trưởng trở về, đương nhiên mừng rỡ như điên. Điều này có nghĩa là bối thị đã giành chiến thắng. Vẻ mặt vui mừng tràn ngập biểu hiện. Tộc trưởng, một người đàn ông trung niên dẫn người đi tới. Người này họ Bối, tên Thượng Kiệt, một trưởng lão đức cao vọng trọng trong đảo vỏ sò. Trước khi thiên bối lão nhân rời đảo, giao chuyện lớn bé trong đảo cho Bối Thượng Kiệt tạm thời làm đại diện. Kết thúc rồi, thiên bối lão nhân mở miệng. Đám người Bối Thượng Kiệt nhất thời kích động. Nước mắt lưng tròng, kết thúc rồi, bối thị gánh vác gánh nặng hơn 1.000 nám. Rốt cục có thể rõ bỏ. Điều này đối với tộc bối thị mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt lớn. Nhất là, dưới hoàn cảnh hiện giờ, bối thị khôi phục tự do, đối với bọn họ mà nói, cũng có nghĩa là có thể toàn tâm toàn lực truy đuổi con đường võ đạo cường đại hơn. Đảo vỏ sò, quả nhiên thành động tiên. Thiên bối lão nhân nhìn xung quanh bốn phía. Mặc dù linh khí toàn cầu tô phục, động tiên sẽ có thể thấy được xung quanh, nhưng mức độ linh khí phong phú của đảo vỏ sò tuyệt đối là số một số hai. Tộc trưởng, còn một chuyện nữa. Bối Thượng Kiệt trầm giọng mỏ, miệng nói, tổ địa bối thị, mở một cửa vào. Cái gì, thiên bối lão nhân theo bản năng kinh hô, các ngươi đã từng vào chưa? Trong đỏ là cái gì? Bối Thượng Kiệt lắc đầu, vùng đất tổ tiên quan trọng, trước khi tộc trưởng trở về, chúng ta không dám tiến vào, ta đã sai người phong tỏa lối vào vùng đất tổ tiên. Lập tức đi xem, thiên bối lão nhân sải bước đi tới. Đất tổ tiên của bối thị, ánh mắt Sở Trần toát ra nghi hoặc, chỉ theo bản năng đuổi theo, khóe mắt liếc mắt nhìn Sở Hạo Trúc bên cạnh. Sở Hạo Trúc biết nghi vấn của Sở Trần, một đường đi về phía trước, thấp giọng mở miệng nói, vùng đất tổ tiên bối thị, là năm đó tộc trưởng bối thị đời thứ nhất để lại, nghe đồn bên trong sẽ có chân tướng thời đại võ giả cổ biến mất cùng với một vài bí mật của bối thị, nhưng hơn 1.000 năm qua, không còn một tộc người bối thị nào có thể tiến vào vùng đất tổ tiên bối thị. Chân tướng thời đại võ giả cổ biến mất, mấy chữ này triệt để khiến Sở Trần hứng thú. Thời đại võ giả cổ, tồn tại rực rỡ như vậy, bỗng nhiên đột nhiên biến mất, điều này quả thật khiến người ta tò mò không thôi. Rất nhanh, đoàn người đi tới trước sườn đồi, vùng đất tổ tiên bối thị, ngay trong sườn đồi. Sở Hạo Trúc nhìn về phía trước, một lối vào xuất hiện,
hẳn là ở phía trước. Võ giả Bối Thị, canh giữ cửa vào, mạch chủ Cửu Huyền cũng không có tiến lên, chuyện liên quan đến tổ tiên của một tộc, là tuyệt mật của một tộc, bọn họ chỉ là người ngoài, dưới tình huống không được cho phép tùy tiện đi theo, sẽ dẫn phát bất mãn của người tộc Bối Thị. Liễu Như Nhạn cũng đứng ở một bên, Giang Khúc Phong vốn định mặt dày một chút đi theo, nhưng vẫn bị người tộc Bối Thị ngăn cản. Thân phận Sở Trần đặc biệt, tuy rằng không phải họ Bối, nhưng anh là cháu ngoại của Thiên Bối lão nhân, đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản anh. Tộc trưởng, lối vào này, một tiếng sấm tạo thành. Bối Thượng Kiệt trầm giọng mở miệng, Thiên Bối lão nhân nhìn về phía trước, cách mặt đất cao ước chừng 3 mét, xuất hiện một vết nứt thật dài, nhìn qua dài 5 mét, rộng tới 1 mét. Bên trong khe nứt, u ám vô cùng, cỏ thơm ngát, còn có nước chảy chậm rãi chảy ra. Thiên Bối lão nhân thoáng trầm ngâm, ánh mắt đảo qua mọi người, tộc nhân khí thức cảnh, cùng với, võ đạo tông sư thời kỳ sau trở lên, hiện tại theo ta tiến vào vùng đất tổ tiên. Ánh mắt Thiên Bối lão nhân cuối cùng dừng trên người cha con Sở Hạo Trúc, khẽ cười, hai người các con, cũng cùng nhau đi vào. Sở Trần gật đầu, vâng, ông ngoại, người trong tộc Bối Thị, có một bộ phận khuôn mặt hơi biến ảo một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Theo bọn họ thấy, quan hệ giữa Sở Hạo Trúc và Sở Trần và Bối Thị thân mật hơn nữa, bọn họ cũng không phải họ Bối, vốn nên không có tư cách tiến vào vùng đất tổ tiên Bối Thị. Bao gồm cả Bối Thượng Kiệt, hắn nhìn Sở Hạo Trúc cùng Sở Trần, muốn nói lại thôi. Nếu như không phải Thiên Bối lão nhân ở Bối Thị có quyền uy tuyệt đối, bọn họ tuyệt đối phải mãnh liệt phản đối. Vào đi, Thiên Bối lão nhân nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, cũng không có nói cái gì, phất phất tay, Thượng Kiệt, các ngươi đi trước. Bối Thượng Kiệt gật đầu, sâu trong mi mắt theo bản năng lướt qua một đạo nóng rực. Vùng đất tổ tiên Bối Thị, đối với họ, đó là nơi trong truyền thuyết, đã biến mất hơn 1000 năm. Một khi tái hiện, bọn họ đương nhiên vô cùng chờ mong cơ duyên bên trong. Bối Thượng Kiệt dẫn đầu nhảy lên, tuy nhiên, khi tiếp cận một vết nứt dài, một sức mạnh vô hình đã ngăn cản con đường của họ. Ầm ầm, Bối Thượng Kiệt chật vật rơi xuống đất, bóng người từng đạo ngã xuống đất, không chỉ có Bối Thượng Kiệt, người cùng hắn ý đồ tiến vào vùng đất tổ tiên Bối Thị, đều nhao nhao ngã xuống đất. Mọi người kinh hãi, thần sắc toát ra vẻ không thể tin. Bọn họ không thể vào được. Bối Thượng Kiệt chật vật đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn một vết nứt kia, nhìn như bình tĩnh, nước chảy rầm rầm, cỏ thơm thưa thớt, căn bản không tưởng tượng được, nó lại còn cất giấu lực cản trở cực lớn như vậy. Hắn bị chặn ở ngoài cửa. Sau khi cửa vào vùng đất tổ tiên mỏ ra, bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là bảo vệ cửa vào, chờ tộc trưởng trở về mới tiến vào, căn bản không nghĩ tới, lại còn có thể có một tầng phòng ngự như vậy. Thượng Kiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Bối lão nhân hỏi. Bối Thượng Kiệt phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lúc tôi vừa chuẩn bị tiến vào vùng đất tổ tiên, tựa hồ gặp phải một tầng màng ngăn mỏng, nhưng tôi không có cách nào xuyên thấu, vừa phát lực, liền bị phản lại, sau đó liền ngã xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, một khí tức cảnh đi ra, tôi đi thử xem. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào người này, có lẽ, chỉ có khí tức cảnh, mới là cánh cửa tiến vào vùng đất tổ tiên. Nhưng mà, kết quả nhất định là thất vọng, lại là một đạo thân ảnh ngã trên mặt đất, khí tức cảnh, cũng không cách nào tiến vào vùng đất tổ tiên. Từng đạo ánh mắt hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn ngập mất mát, vốn tưởng rằng cửa vào vùng đất tổ tiên mở ra, nhưng không nghĩ tới, chung quy vẫn không có cách nào tiến vào bên trong. Xem ra, vẫn là phải tộc trưởng tự mình tiến lên mở đường. Bối Thượng Kiệt nói, Thiên Bối lão nhân trầm ngâm một hồi, thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên. Quả nhiên, khi sắp tiến vào vùng đất tổ tiên, một cỗ sức mạnh tựa như thủy triều xông về phía linh hồn. Dường như là một lớp màng mỏng, không thể đột phá. Bóng dáng Thiên Bối lão nhân bị phản ngược trở về. Ngay cả tộc trưởng cũng thất bại. Đông đảo người tộc Bối Thị thần sắc nhao nhao toát ra thất vọng. Vốn tưởng rằng, hôm nay có thể để cho bí mật cất giấu trong vùng đất tổ tiên hiện ra dưới ánh mặt trời, nhưng kết quả nhao nhao lắc đầu. Xem ra, nơi này chỉ có một người có tư cách tiến vào trong vùng đất tổ tiên. Thiên Bối lão nhân nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần ngẩn ra, ánh mắt của những người còn lại nhao nhao nhìn qua. Cái này sợ rằng không hay lắm. Bối Thượng Kiệt thốt lên. Không ít người tộc Bối Thị cũng theo bản năng nhíu mày. Theo bọn họ, đây là vùng đất tổ tiên của Bối Thị. Nếu bọn họ có thể tiến vào, để cho Sở Trần đi theo thì thôi. Nhưng hiện tại, dưới tình huống bọn họ không có cách nào tiến vào, nếu Sở Trần đi vào,
vậy chẳng phải là đế cho một mình Sở Trần chiếm được cơ duyên có khả năng che giấu hơn 1000 nám trong vùng đất tổ tiên của Bối thị sao? Tộc trưởng, cái này, không ổn. Thanh âm phản đối không ít, Thiên Bối lão nhân trầm mặt, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Hiện trường nhất thời yên tĩnh, Thiên Bối lão nhân nhìn xung quanh một cái, chậm rãi mở miệng, các người biết, vì sao cùng ta từ bên ngoài trở về, không có một người phản đối lời ta vừa nói không? Bởi vì, bọn họ đều tự mình trải qua một hồi đại chiến, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, Sở Trần là như thế nào trong tuyệt cảnh của bọn họ từ trên trời giáng xuống, diệt sát thiên ngoại thiên tử thị, cứu vớt Bối thị, có thể nói, không có Sở Trần, hiện tại leo lên đảo vỏ sò, không phải chúng ta, mà là ác ma tử thị, ân lớn như thế, đừng nói chỉ là để cho Sở Trần tiến vào vùng đất tổ tiên Bối thị, coi như là tặng tất cả cơ duyên trong đó cho Sở Trần, đó cũng là chuyện nên làm. Thứ hai, Thiên Bối lão nhân sau đó nói, Sở Trần tuy rằng không họ Bối, thế nhưng, nó là cháu ngoại của ta, trên người cũng chảy dòng máu của Bối thị, nếu như nó có thể tiến vào vùng đất tổ tiên, ý nghĩa là có thể được tổ tiên Bối thị tán thành, cho nên ta lựa chọn để cho nó thử một lần. Thứ ba, Thiên Bối lão nhân mở miệng nói, linh khí toàn cầu tô phục, thế lực khắp nơi tất sẽ quật khởi, nếu như trong vùng đất tổ tiên cất giấu đại cơ duyên, chúng ta không có cách nào kịp thời thu hoạch mà nói, có thể hay không tại trận toàn cầu kỳ ngộ này mất đi ưu thế, phần trách nhiệm này, các ngươi ai sẽ gánh vác? Tất cả mọi người im lặng, Thiên Bối lão nhân không đợi bọn họ đáp lại, trực tiếp nhìn Sở Trần, Trần Trần, cháu đi thử xem, cỗ sức mạnh trọng điểm là công kích linh hồn của cháu đã thăng cấp thành nguyên thần, nhất định có thể ngăn cản. Sở Trần không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vết nứt kia, tung người nhảy lên. Đông đảo ánh mắt nhìn qua, thân ảnh Sở Trần rõ ràng đã chạm vào một tầng màng mỏng kia, thân ảnh hơi dừng lại, nhưng một giây sau, thân ảnh Sở Trần đã chạm vào trong khe nứt. Tiến vào rồi, mọi người theo bản năng phát ra một trận thanh âm kinh hồ. Sở Trần thật sự có thể tiến vào vùng đất tổ tiên Bối thị. Điều này có nghĩa, dưới tình huống toàn bộ tộc Bối thị cũng không có cách nào được tổ tiên tán thành, Sở Trần trên người chỉ chảy một bộ phận huyết mạch của Bối thị, ngược lại được tổ tiên Bối thị tán thành. Thông qua khảo nghiệm, tiến vào vùng đất tổ tiên. Bối Thượng Kiệt cảm giác khuôn mặt có loại cảm giác nóng bỏng, thần sắc thoáng âm trầm. Trong nháy mắt Sở Trần tung người nhảy lên, trong lòng hắn vẫn có vài phần chờ mong sỏ, Trần cũng bị phản ngược lại. Đáng tiếc hiện tại, hắn ngay cả bóng lưng Sở Trần cũng không nhìn thấy. Được rồi, tất cả đều giải tán đi. Thiên Bối lão nhân mỏ, miệng, mỗi người trở về, hảo hảo tu luyện, hiện giờ toàn bộ vỏ sò đảo đều là động tiên. Chúng ta sắp nghênh đón chính là thời đại tu hành tốt, ai không hảo hảo tu hành, sẽ ở trong trào lưu tụt lại phía sau, cho nên, đều tự thu xếp ổn thỏa đi. Thiên Bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc dẫn đầu rời đi. Những người còn lại cũng nhao nhao rời đi. Thượng Kiệt, đi thôi. Một người đàn ông đến. Bối Thượng Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn một khe hở kia, tất cả đều như thường, cỏ thơm tùm, nước chảy róc rách, đã có người tiến vào bên trong. Không. Bối Thượng Kiệt đột nhiên cắn răng, trầm giọng mở miệng nói, ta phải ở chỗ này nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần ngược lại không biết mình tiến vào vùng đất tổ tiên đã bị người theo dõi, giờ phút này anh dọc theo một con đường vách đá, đi vào bên trong. Một đường u ám vô cùng, thậm chí có thể rất rõ ràng nghe thấy thanh âm bước chân của mình. Sở Trần ngay từ đầu còn duy trì cảnh giác cực cao, nhưng một đường đi về phía trước sau, tâm tính càng ngày càng thả lỏng. Anh không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm trong đó. Sự tồn tại của tổ tiên chính là để lại cho hậu thế, lão tổ tông Bối thị không có lý do đào hố cho hậu bối của mình, Sở Trần nghĩ thông suốt điểm này, lập tức táng tốc, không bao lâu, xuyên qua con đường nhỏ u ám này, trước mắt rộng mở sáng sủa. Một chỗ thạch thất trống trải, xung quanh vách tường đặt dạ minh châu, hào quang chói mắt. Trên vách tường, lại cũng khắc không ít hoa văn, nhưng, Sở Trần cẩn thận nhìn một hồi, từ trên những hoa văn này, nhìn không ra cái gì. Đi tới giữa thạch thất. Nhìn xung quanh, Sở Trần nhíu mày, thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc, vùng đất tổ tiên Bối thị, cùng tưởng tượng của anh có chút không giống nhau. Cái chỗ này, ngoại trừ tứ phía dạ Minh Châu thoạt nhìn rất đáng giá ra, còn lại, cũng không có gì đặc biệt. Thạch thất trống trải, Sở Trần đứng ở giữa, đánh giá tình huống xung quanh. Vách tường xung quanh thạch thất đều là đá cứng rắn, trải qua nám tháng ăn mòn, trên vách tường rất nhiều hoa vàng đều đã trỏ, nên mơ hồ không rõ. Không ít nơi có nước chảy thầm thấu ra, Sở Trần có loại cảm giác nước chảy càng lúc càng lớn. Cái chỗ này, sẽ không bị ngập chứ, trong đầu Sở Trần bỗng nhiên toát ra suy nghĩ như vậy.
Điều này khiến trong lòng Sở Trần không khỏi dâng lên một trận cảm giác cấp bách. Mặc dù vùng đất tổ tiên bối thị trước mắt thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Sở Trần vẫn tin tưởng, cái chỗ này sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như anh hiện tại đi ra ngoài, nói cho người tộc bối thị, vùng đất tổ tiên bên trong trống rỗng, phỏng chừng cũng không có một ai sẽ tin tưởng. Bên tai truyền đến thanh âm nước chảy róc rách, ánh mắt nhìn tới, lúc dòng nước xẹt qua hoa ván, tựa hồ gặp phải ngãn cách, sẽ tự động nẻ tránh. Sở Trần khoanh chân ngồi trên mặt đất, nguyên thần thẩm thấu ra, tập trung hoa văn trên vách tường, một đống hoa văn ở trong đầu Sở Trần không ngừng xẹt qua, tựa hồ dần dần sống lại. Những hoa ván này, cho Sở Trần một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Dường như là, liên quan đến kỳ môn, tổ tiên bối thị, là người trong kỳ môn. Sở Trần bỗng nhiên cũng nghĩ đến ông ngoại thiên bối lão nhân đã nói qua, ông là lợi dụng đảo vỏ sò tổ truyền một món bảo vật, dò xét ra một vài thiên cơ, điều này có nghĩa, tộc bối thị, quả thật tồn tại một loại kỳ môn thuật nào đó, hơn nữa là có liên quan đến bói toán. Những hoa ván này, chẳng lẽ là thuật bói toán cổ xưa? Sở Trần một thân tu vi thể hệ, ban đầu chính là cửu huyền bí thuật kỳ môn công pháp làm chủ, sau đó tìm hiểu tinh thần thố nạp thuật, làm phụ trợ mạnh nhất, ngay sau đó, đạo môn nhiếp sinh công thần kỳ khiến thực lực của anh đột nhiên táng vọt, đột nhiên tàng mạnh. Sở Trần dùng nghĩa sâu xa của cửu huyền bí thuật đi thử phá giải hoa ván trên vách tường. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hoa ván trên vách tường giống như thật sự sống lại, nhao nhao bắn ra, xoay tròn xung quanh Sở Trần, tốc độ càng ngày càng nhanh. Sở Trần nhắm mắt lại, lúc này, nguyên thần của anh so với ánh mắt tác dụng lớn hơn. Nguyên thần cảm giác tất cả xung quanh, anh không nhận thức được bất kỳ mối nguy hiểm nào. Hoa văn trên vách tường dần dần dung hợp lại, ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Mắt Sở Trần đều không mở ra được, hào quang như vậy kéo dài mấy phút sau, bỗng nhiên biến mất vô tung. Sở Trần lần nữa mở mắt, trước mắt anh rõ ràng xuất hiện ba cái vỏ sò, phía trên vỏ sò, có các loại hoa văn phức tạp, Sở Trần nhìn không rõ. Vùng đất tổ tiên bối thị ẩn giấu bí mật, không phải là từ hai cái vỏ sò nói chuyện phiếm phát triển đến trò chuyện nhóm giữa ba người chứ. Sở Trần nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, lập tức đi lên phía trước, tiện tay cầm lấy một cái vỏ sò trong đó. Trong nháy mắt này, Sở Trần có loại cảm giác hoảng hốt, giống như một khoảnh khắc một ngàn nám, xuyên qua thời gian, trải qua nám tháng tang thương. Chưa bao giờ có loại cảm giác không thể diễn tả này, đến từ cái vỏ sò trong tay này. Sở Trần nhìn về phía bên trong vỏ sò, đồng tử chợt ngưng động. Bên trong vỏ sò, nhìn qua đều là khí tức mờ mịt, một mảnh trắng xóa, nhưng giờ phút này lại dần dần hình thành một chân dung bóng người. Là một vị lão giả tóc dài, giờ phút này, còn truyền ra thanh âm cổ xưa thê lương, thế hệ sau bối thị đến từ 2000 năm sau, lão phu bối Hồng Hy, đầu tiên chúc mừng ngươi, sẽ trở thành vị chủ nhân thứ hai của Khuy Thiên bối, cũng sẽ được truyền thừa kỳ thuật Khuy Thiên. Sở Trần giật mình, vị bối Hồng Hy này chắc hẳn chính là một vị tổ tiên của bối thị, thế nhưng, ông lại coi mình trở thành thế hệ sau bối thị, hơn nữa truyền thụ kỳ thuật Khuy Thiên của ông, cùng Khuy Thiên bối trong tay cho mình, ông ngoại mình là tộc trưởng bối thị, mình cũng coi như một thành viên của bối thị đi, Sở Trần tự suy nghĩ một chút, tiếp nhận sự thật này. Anh cũng không phải nghe thấy bốn chữ Khuy Thiên kỳ thuật mà sinh ra hứng thú, mà là câu nói đầu tiên của vị lão nhân này, đến từ 2000 năm sau. Lúc lão nhân để lại ba cái vỏ sò này, lại tính đến giữa mình và lão nhân, cách nhau 2000 năm sao. Sở Trần không biết cỏ chuẩn xác hay không, nhưng anh nghe ông ngoại nói qua, bối thị bảo vệ từ thị đã hơn 1000 năm, mà vị tổ tiên bối thị này đế lại Khuy Thiên kỳ thuật đến nay khoảng 2000 năm, cũng không cỏ gì lạ. Có thể dò xét ra thiên cơ 2000 năm sau, môn kỳ thuật này, xưng là Khuy Thiên, không chút quá đáng. Giọng nói của lão nhân vẫn tiếp tục, 2000 năm. Lão phu phong ấn kỳ thuật Khuy Thiên cùng Khuy Thiên bối ở đây, là bởi vì linh mạch của vùng đất cũ bị phong ấn, không có khả năng lại sinh ra võ giả cảnh giới thần biến trở lên, không đủ để học tập kỳ thuật Khuy Thiên, thay vì đời đời sói mòn, chỉ bằng lão phu phong ấn lại như vậy, chờ đợi 2000 năm sau, linh mạch vùng đất cũ xưa mở lại linh khí tô phục. 2000 năm sau, có lẽ rất nhiều chuyện chân tướng đều đã chôn vùi, người phỏng chừng chưa chắc biết linh mạch của vùng đất cũ vì sao bị phong ấn cùng với lão phu. Vì sao lại xuất lĩnh bối thị, ở lại vùng đất cũ? Lão nhân tựa hồ là phát ra một tiếng cười to. Con đường tu luyện của võ giả, sau khi linh hồn thăng cấp thành nguyên thần, cùng trời đất sẽ dần dần sinh ra khai thông, trên cảnh giới thần biến, chính là thần thông cảnh, võ giả đạt tới cảnh giới này, sẽ tìm hiểu 3000 thần thông quảng đại.
khi thần thông của võ giả càng lúc càng cường đại, càng lúc càng nghịch thiên, sẽ gặp phải trời phạt, nghênh đón độ kiếp. Thời cổ đại, 8-9 võ giả thần thông đều ỏ, thời điểm độ kiếp đều tan thành mây khói, may mắn không chết, cũng bị thiên lôi phế bỏ một thân tuyệt học. Cho nên có một cách nói, cuối cùng võ giả, là diệt vong. Khi cường đại đến trình độ nhất định, thiên địa bất dung, sẽ diệt vong. Trong lòng Sở Trần đột nhiên chấn động, con đường võ giả kia, ý nghĩa là gì? Nhất định có cách phá giải. Sở Trần chuyên chú lắng nghe đoạn này. Đây là đưa tin vượt qua 2.000 năm, Sở Trần không muốn bỏ qua nửa chữ, anh biết những lời này nhất định là lão nhân lưu lại trước, bảo tồn ở trong vỏ sò này. Trời xanh ức hiếp võ giả, nhưng võ giả không phục. Cuối cùng, một vị tuyệt thế thiên kiêu được xưng là võ giả giới ngàn năm không gặp, trở thành võ giả đầu tiên gông cùm xiềng xích đột phá độ kiếp. Lão nhân nói, sau đó, hắn khai tông lập phái, đồng thời cũng cùng võ giả thiên hạ chia sẻ bí mật đột phá, độ kiếp thiên lôi, một là công kích nguyên thần, võ giả nhất định phải rèn luyện nguyên thần đến trình độ thiên lôi bất diệt. Thứ hai, là thân thể, hắn trước khi độ kiếp, tạo hình kim thân bất diệt, ngăn cản thiên lôi công kích. Từ đó về sau, võ giả cảnh giới, thần thông cảnh, không còn là độ kiếp, mà là kim thân cảnh, trước khi thành công tạo hình kim thân bất diệt, không ai dám độ kiếp. Một người, cải biến cảnh giới tu luyện võ giả. Dần dần, càng ngày càng nhiều võ giả độ kiếp thành công, thế nhưng, nhược điểm, cũng xuất hiện. Cường giả càng nhiều, độ kiếp thiên lôi càng nhiều, mảnh đất dưới chân dẫm lên, dần dần lở loét trăm ngàn lỗ, linh khí khô kiệt, có người tiên đoán, nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá trăm năm, linh khí nơi này sẽ hoàn toàn khô kiệt. Phải biết rằng, linh khí là nhu yếu phẩm tu luyện của võ giả, điều đó có nghĩa là, nếu như không làm ra thay đổi, trăm năm sau, võ giả sẽ không còn tồn tại nữa. Đồng tử sỏ, Trần co rụt lại. Anh nghĩ đến một khả năng. Có lẽ chính là nguyên nhân này, linh mạch địa cầu bị phong ấn, cho đến 2.000 năm sau, linh mạch khôi phục lại, cho nên giờ phút này, linh khí toàn cầu tô thời đại võ giả cổ, là bởi vì linh khí khô kiệt mà biến mất sao? Khi trong đầu Sở Trần toát ra suy nghĩ này, bên trong vỏ sò, hư ảnh của lão nhân đã lần nữa truyền ra thanh âm, khi linh khí khô kiệt đến trình độ nhất định, giữa các võ giả, tranh đoạt linh khí, trở thành chuyện thường ngày, một hồi lại một hồi đại chiến bộc phát, ngắn ngủi 10 năm. Giới võ giả, giết chóc khắp nơi, máu chảy thành sông, cuối cùng, người kia, hắn tên là Tần Vũ, thân là người đầu tiên trong giới võ giả đột phá độ kiếp cảnh, tại thời khắc mấu chốt, đột phá tới một cảnh giới cao hơn. Tần Vũ hội tụ hầu như tất cả linh khí dưới chân chúng ta lại, ở sâu trong vùng biển chế tạo ra một bể hồn trì, hơn nữa bày ra trận pháp, ngày đó, linh khí toàn cầu biến mất, một giọt không còn. Lão nhân chậm rãi nói, ngay khi các võ giả lâm vào khủng hoảng, Tần Vũ tuyên bố, hắn có được năng lực xé phá hư không, hơn nữa tìm được một chỗ mới bên kia, nơi đó linh mạch tài nguyên còn hơn xa nơi này, hắn sẽ mở ra con đường đi tới bờ bên kia, di truyền tập thể giới võ giả một lần, bắt đầu từ ngày đó, mảnh đất dưới chân chúng ta, liền bị biến thành đất cũ, ở trong mắt võ giả lúc đó, cũng là một mảnh đất phế không có linh khí. Bờ mới bên kia, được gọi là Tần giới. Đồng tử sỏ, Trần đột nhiên co rụt lại. Đây chính là năng lực khủng bố của cường giả đứng đầu thời đại võ giả cổ, bọn họ đã tìm được bờ mới bên kia. Tần giới, điều đó cũng có nghĩa là thời đại võ giả cổ đại cũng không biến mất, mà là đổi một chỗ khác mà thôi. Ở một nơi gọi là Tần giới, võ giả, cường đại đủ để khiến bọn họ ngưỡng mộ. Dù sao, đến nay ít nhất 2.000 năm, 2.000 năm qua, không biết sẽ có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới Tần Vũ lúc trước. Mà trái đất, trải qua 2.000 năm tu thân dưỡng tính. Cho đến hôm nay, cơ duyên của mình xảo hợp tiến vào bể luyện hồn, đột phá trong bể luyện hồn, mới phá vỡ phong ấn, để linh mạch trái đất tái hiện, linh khí tô phục. Thì ra luyện hồn chỉ kia xuất phát từ tay Tần Vũ. Khó trách đại trận kia, trải qua 2.000 năm mà không ngã, khó trách bể luyện hồn kia, có được thần thông như thế. Sở Trần cảm thán không thôi, đồng thời, đối với Tần giới cũng sinh ra hứng thú. Đáng tiếc, dùng thực lực hiện tại của anh. Muốn tìm được Tần giới, xa xa khó vời. Chí ít phải thành công độ kiếp sau đó, đạt tới một cái cảnh giới có thể xé phá hư không, mới có cơ hội tìm được Tần giới. Hầu như tất cả các thế lực võ giả đều đi tới Tần giới, bởi vì đều rõ ràng, linh mạch nơi này bị phong ấn, võ giả sẽ xuất hiện hiện tượng tập thể lùi lại, nhưng lúc ấy tử thị trực thuộc vương triều, lại giữ lại. Lão nhân chậm rãi nói, giả như tất cả mọi người rời đi, chỉ có một mình tử thị ở lại. Cho dù sau này bọn họ sẽ tập thể lùi lại,
nhưng ít nhất lúc đó, bọn họ sẽ không có bất kỳ người nào hãm chân. Từ Thị, là sát thủ nổi danh, lão phu lúc trước, cũng lựa chọn ở lại. Đây chính là nguyên nhân từ thời cổ võ giả đến nay, trên trái đất, chỉ có tộc Từ Thị cùng Bối Thị có thể tìm được dấu vết. Đương nhiên, ta không thể bảo đảm, còn lại, có phải cũng rời đi 100% hay không, có lẽ sẽ có một vài kẻ địch của Tần Vũ, trong lòng có bân khoán, ở lại vân vân, cũng không kỳ lạ. Tần Vũ cho một tháng làm thời hạn, một tháng sau, Tần Vũ là người cuối cùng rời đi, đồng thời cũng đóng cửa con đường hư không đi Tần giới, từ đó về sau, đất cũ cùng Tần giới, không còn liên lạc nữa. Chúng ta lưu lại người, cũng xác thực không có cách nào tu luyện nữa, bởi vì, linh mạch bị phong tỏa. Sở Trần cầm vỏ sò, nghe đoạn lịch sử phong trần này. Chuyện phía sau, anh mơ hồ cũng đoán được, Từ Thị Thiên Ngoại Thiên, bị phong ấn ở sâu trong vùng biển. Cũng là bởi vì Từ Thị ý đồ tìm được nơi Tần Vũ phong ấn linh mạch, đánh vỡ nó, để cho đất cũ có thể một lần nữa tu hành. Thế nhưng, Bối Thị ra tay ngăn cản bọn họ, hơn nữa lợi dụng đại trận Tần Vũ lưu lại, vây khốn Từ Thị. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, thời gian 2000 năm, trái đất xuất hiện võ giả mới, nhưng bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là đến khí tức cảnh, không cách nào tiến thêm một tầng nữa. Trái đất các nơi tuy rằng sinh ra một chút linh mạch mới, nhưng tổng thể mà nói, linh khí mỏng manh, mãi đến khi Sở Trần tiến vào bể luyện hồn, đánh vỡ phong ấn, linh khí toàn cầu tô phục. Nói cho ngươi biết những chuyện này, là hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể dẫn dắt Bối Thị, tìm được Tần giới, nhận tổ quy tông. Lão nhân nói, lúc ấy lưu lại, chỉ là một nhánh của Bối Thị. Sở Trần nắm vỏ sò, anh đạt được kỳ thuật khuy thiên, liền tương đương với việc đạt được truyền thừa của vị lão nhân này. Tôi đáp ứng ngài. Sở Trần chậm rãi mở miệng, nếu như tôi có thể đạt tới cấp độ kia, nhất định sẽ dẫn theo Bối Thị, nhận tổ quy tông. Sở Trần biết lão nhân không có khả năng nghe được, thế nhưng, đây là tâm ý của anh, cũng là lời hứa của anh đối với lão nhân. Cuối cùng, lão nhân cười to, bóng người dần dần biến mất, hảo hảo tu luyện đi, Tần Vũ chứng minh, võ giả cuối cùng không phải sau khi diệt vong, có người to gan suy đoán, cuối cùng của võ giả, là trường sinh, nhưng cái này, chưa ai xác nhận điều đó. Cuối cùng của võ giả là trường sinh, Sở Trần cảm giác nguyên thần đều bị chấn động, đứng ngơ ngác. Sau khi thân ảnh lão nhân biến mất, không ít tin tức từ vỏ sò truyền vào trong đầu Sở Trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.